Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không. Tập 56. Chương 551, Phản Tướng 2. Hậu Cước Sơn, Tuyết Thần Cung, Tân Tiểu Diệp ngơ ngác ngồi dưới đất. Lúc này, tâm trạng của cô lại hết sức bình tĩnh. Hóa ra sư phụ đã biết từ lâu, sư phụ tuệ nhãn như đuốc, đệ tử biết tội. Tuyết Yêu Mẫu Mẫu ngồi lại ghế trên, ánh mắt phức tạp nhìn Ái Đồ, tuệ nhãn. Cái này thì liên quan gì tới tuệ nhãn? Hàn Cô Xương ta tu hành cả đời, xưa nay luôn dựa vào tu vi thông thiên. Nếu nói nhìn người thì ta chẳng có cái bản lĩnh đó. Nếu không năm xưa cũng chẳng nhận ngươi làm đồ đệ, càng không đợi tới giờ mới phát hiện ra vấn đề. Tân Tiểu Diệp ngạc nhiên, vậy làm sao sư phụ phát hiện ra? Cần gì phát hiện? Tuyết Yêu Mẫu Mẫu thở dài một tiếng, mấy năm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, chuyện về Thiên Cơ Môn cũng đồn đại khắp nơi, thật thật giả giả. Tuy ta không có khả năng quan sát tỉ mỉ nhưng cũng không ngu tới mức rốt cuộc thiên phú của đệ tử mình ra sao mà cũng không nhìn ra. Tuy ngươi có tư chất đấy nhưng không hợp với biểu hiện của ngươi. Hơn nữa lúc thường ngươi im lặng ít nói, khi tu hành tiến bộ nhanh chóng, khi làm việc lại tàn nhẫn quả quyết, càng ít giao tiếp với người khác, ngăn người ta ngoài ngàn dặm. Người ngoài chỉ cho là ngươi tu luyện băng tuyết xương thiên thần thông, lạnh lùng vô tình, nhưng ta biết ngươi là người đa tình, chẳng qua kiềm chế ý hận mà thôi. Tuyết Yêu Mẫu Mẫu dịu dàng nhìn cô, trong lòng ngươi có thù hận, cố kiềm chế mấy thì vẫn có lúc lộ ra. Ngày rộng tháng dài, sư phụ có ra sao cũng phải nhìn ra vấn đề. Hóa ra là thế à? Không phải Tuyết Yêu Mẫu Mẫu phân tích chuyện nào đó mà là luôn quan tâm chú ý tới cô. Rất nhiều chuyện vốn không cần phân tích, chỉ cần hiểu một người đủ sâu là đủ. Tân Tiểu Diệp hai mắt đẫm lệ nhìn Tuyết Yêu Mẫu Mẫu, nhưng sư phụ không giết con. Từng có suy nghĩ đó, Tuyết Yêu Mẫu Mẫu thở dài, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Nói xong bất đắc dĩ nhắm mắt nói, đúng là gây nghiệt. Năm xưa ta đã nói rồi, tu tiên mà không có đức, ắt sẽ bị thiên khiển. Đáng tiếc, tu được đại thần thông, tiêu dao khắp thiên hạ. Nhưng tiêu dao khoái chí, sao có thể không làm hại tới người khác? Tân Tiểu Diệp cũng cúi đầu nói, sư đệ cũng từng nói, mỗi người đều có ranh giới của bản thân, mà lực lượng là căn cơ để gây dựng ranh giới này. Lực lượng mạnh thì ranh giới của mình rộng ra, ranh giới của người khác đành phải thu hẹp nào lại, mãi tới ngày nào đó không còn chỗ mà lui. Hả? Hắn nhìn nhận thấu triệt nhỉ? Rốt cuộc người này là Lạc Cầu Chân hay là Ninh Dạ? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hỏi. Tân Tiểu Diệp cúi đầu im lặng. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ gật đầu. Bây giờ người người đều cho rằng Bạch Vũ là Lạc Cầu Chân. Nếu ngươi không nói thì đương nhiên không phải hắn. Hóa ra là Ninh Dạ thật. Cái gã này được lắm, không ngờ lại lên làm đại điện chủ của Hắc Bạch Thần Cung. Cũng chỉ có hắn mới làm được. Ta còn một chuyện không hiểu. Tân Tiểu Diệp cúi đầu. Sư phụ muốn hỏi rõ rằng Ninh Dạ có cơ hội hủy diệt Hắc Bạch Thần Cung, vì sao không ra tay? Đúng, vì hắn cũng do dự, hắn không muốn làm như vậy, làm vậy sẽ hại chết quá nhiều người vô tội. Người tu tiên có mấy ai vô tội? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cười gằn. Nhưng dẫu sao vẫn có. Tân Tiểu Diệp hạ giọng nói. Ồ, vì vậy bây giờ các ngươi chỉ định truy tìm thủ phạm, những người khác thì bỏ qua, hay có dự định gì khác? Tân Tiểu Diệp kêu lên, sư phụ, đệ tử có tội, xin sư phụ ban cho cái chết. Thế nhưng chuyện sư phụ hỏi, đệ tử không thể trả lời. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng, ngươi có đáp hay không ta cũng biết. Tân Tiểu Diệp run rẩy im lặng. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đã nói, ngươi nói xem, nếu ta chỉ cho Hà Sinh Mặc biết đại điện chủ của hắn chính là Bạch Vũ, ngươi nghĩ kết quả sẽ như thế nào? Tân Tiểu Diệp cắn răng, trả lời, chắc chắn Hắc Bạch Thần Cung sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Hả? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ ngớ người. Tân Tiểu Diệp nói, sư phụ, Ninh Dạ bây giờ đã không phải Ninh Dạ trong quá khứ, thật ra không ít người biết thân phận của hắn. Bây giờ hắn không bị bại lộ chỉ là may mắn, nhưng hắn cũng biết sớm muộn gì cũng có càng nhiều người biết thân phận của hắn, nhưng hắn không để ý. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nheo mắt lại, chỉ bằng hắn hiện giờ. Chỉ bằng Lôi Trường Sinh, Khương Hồng Hào, Dương Chí Thiện, Viên Thanh Sơn đều chết trong tay hắn. Tân Tiểu Diệp cắn răng lần nữa, dứt khoát nói rõ. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ tâm thần chấn động.
Trước đây bà ta chỉ nghĩ sơ qua về chuyện này, biết đệ tử có vấn đề nhưng thật ra không cách nào xác nhận, đương nhiên không phải không thể xác nhận, thực ra là không muốn xác nhận. Bây giờ tới thời khắc cuối cùng, thái độ do dự thiếu quyết đoán của Tân Tiểu Diệp bị bà phát hiện, muốn không xác nhận cũng không được, cũng vì vậy còn rất nhiều chuyện chưa nghĩ kỹ. Lúc này nghe Tân Tiểu Diệp nói xong, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng kinh hãi. Nhiều đại lão niết bàn chết dưới tay y tới vậy cơ à, quả nhiên cánh chim đã cứng rồi. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là ta biết quá muộn ư. Tân Tiểu Diệp đã kêu lên, sư phụ, Ninh Dạ đã bỏ qua cho Hắc Bạch Thần Cung. Chắc chắn Thái Âm Môn cũng không còn là đối tượng ắt phải báo thù. Thế nhưng Vô Mục lão quỷ, e là không giữ nổi phải không? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ lạnh nhạt nói, Tân Tiểu Diệp run rẩy cúi đầu. Vô Mục Thiên Yêu nhất định phải chết, đây là giới hạn tối thiểu. Thế nhưng đối mặt với Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, cô lại không cách nào nói ra. Trong lòng đau thương, nước mắt lại chảy dài. Thấy dáng vẻ bi thương của ái đồ, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thở dài một tiếng. Bà ta hỏi, ngươi có thể bảo đảm, sau khi Vô Mục chết, Ninh Dạ sẽ không báo thù Thái Âm Môn nữa không? Tân Tiểu Diệp quỳ rạp xuống đất, đệ tử xin lấy tính mạng bảo đảm. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ lại lắc đầu, nói suông không có bằng chứng. Ngươi muốn ta tin ngươi, thế thì làm một chuyện. Chuyện gì? Giết Tử Lão? Cái gì? Tân Tiểu Diệp kinh, hãi, làm sao đệ tử giết được hắn? Ngươi có sư đệ lợi hại lắm mà, hắn lợi hại lắm cơ mà. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nói, ta cũng nghĩ kỹ rồi, Ninh Dạ có thể đi tới ngày hôm nay, chắc chắn cũng nhờ Mộc Khôi Tông ủng hộ đúng không? Thái Âm Môn và Mộc Khôi Tông là môn phái đối địch, Hắc Bạch Thần Cung lại rơi vào tay Ninh Dạ, e là tương lai sẽ sang phe đối thủ. Muốn ta bỏ qua? Đơn giản, giết chết Tử Lão, cắt đứt quan hệ với Mộc Khôi Tông, ta sẽ bỏ qua chuyện quá khứ. Bằng không, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ chỉ tay vào Tân Tiểu Diệp, Tân Tiểu Diệp dùng mình một cái. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nói, ngươi đã bị ta gieo tuyết thần chú. Ta nghe nói Thiên Cơ Điện có năng lực tạo hóa thần kỳ, huyền ảo vô cùng. Ngươi cứ thử tới tìm Ninh Dạ, xem hắn có giải được tuyết thần chú của ta không. Vị Ương Phủ, trong Thiên Cơ Điện, Ninh Dạ đang đả tọa tu hành. Đột nhiên lông mày nhướng lên, bấm ngón tay tính toán, không khỏi hạ giọng hô, hỏng rồi. Chỉ Vãn Hương nghe vậy nhìn sang, xảy ra chuyện gì vậy? Phu quân, thân phận của Tiểu Điệp bị sư phụ của tỷ ấy phát hiện ra rồi. Cái gì? Chỉ Vãn Hương cũng giật nảy mình, bây giờ sư tỷ ra sao rồi? Cũng may, chỉ bị sư phụ hạ tuyết thần chú. Bà ta muốn lợi dụng ta giết Tử Lão. Ninh Dạ cười khổ. Nếu chọn ai khác của Mộc Khôi Tông thì cũng được, sao lại nhất quyết chọn Tử Lão? Trong Mộc Khôi Tông có rất nhiều người, chỉ riêng Tử Lão là Ninh Dạ đối xử đặc biệt. Nghĩ lại thì, có lẽ chuyện này có liên quan tới Bạch Xương Lĩnh, mà trận chiến ở Bạch Xương Lĩnh nguyên nhân là do Thư Vô Ninh, Thư Vô Ninh. Nguyên nhân thì lại là mình, hóa ra cuối cùng lại là mình tự vác đá đập chân mình à. Ninh Dạ cũng bó tay. Một lúc lâu sau y mới nói, ta bắt đầu nhớ những tháng ngày không ràng buộc trong quá khứ rồi. Chương 552, Tuyết Thần Chú. Thế lực lớn, thuộc hạ đông, đương nhiên làm việc thuận tiện, nhưng lực cản cũng nhiều. Chuyện Tân Tiểu Diệp là một bất ngờ, nhưng trong bất ngờ này cũng có yếu tố tất nhiên. Bao nhiêu năm, bao nhiêu người, nếu nói không bao giờ xảy ra chuyện, thế mới là có vấn đề. Nhưng không ngờ không phải Ninh Dạ xảy ra chuyện mà là Tân Tiểu Diệp, cuối cùng vẫn là chữ tình làm hỏng việc. Nếu khi đó Tân Tiểu Diệp không nương tay, liệu có thể giết chết Tuyết Yêu Mỗ Mỗ không? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ có hậu chiêu đề phòng không? Chuyện không xảy ra, lại liên quan tới Niết Bàn, Ninh Dạ cũng không biết đáp án. Nói chung, chuyện đã diễn ra thì phải tích cực đối mặt. Lúc này Chỉ Vãn Ngưng nói, chàng có giải được tuyết thần chú kia không? Ninh Dạ trả lời, lão yêu bà tự tin thế, chắc cũng có chỗ dựa, rất có thể còn dính đến đạo. Tuy phương hướng ngộ đạo của ta nhiều hơn bà ta, nhưng chiều sâu thì e là không bằng. Hơn nữa tuyển cơ xích bị phá nát, không đầy đủ, ta thấy chắc là không giải được. Thế chẳng phải phiền phức à? Chỉ Vãn Ngưng hoảng sợ. Phiền phức? Ninh Dạ lại mỉm cười, nếu bà già kia đã không chịu nói lý, thế thì ta cũng không làm gì được bà ta. Nhưng bà ta làm vậy chứng tỏ vẫn để ý tới sư tỷ, thế thì ta sợ cái gì? Một ngày sau, Ninh Dạ nhận được hỏa phù đưa thư của Tân Tiểu Diệp. Quả trên đó thuật lại chuyện mà cô gặp phải,
hệt như những gì Ninh Dạ đã biết trước. Ninh Dạ đã chuẩn bị, trực tiếp dùng hỏa phù đáp, đồng ý với điều kiện của Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, chắc chắn sẽ nghĩ cách giết chết Tử Lão. Nhưng Tử Lão là thiên tài của Mộc Khôi Tông, khi còn vô cấu đã có thể đánh với Niết Bàn, bây giờ tu vi là Niết Bàn, giết cũng không dễ, cần tính toán kỹ càng, chậm rãi chuẩn bị. Chỉ Vãn Ngưng thấy vậy là biết Ninh Dạ lại chơi bài kéo dài thời gian. Đừng nhìn chiêu kéo dài thời gian có vẻ thấp kém, nhưng có lúc lại là thủ đoạn cực tốt. Rất nhiều thù hận, hiềm khích bị dòng sông thời gian chậm rãi hòa tan. Rất nhiều cục diện khó mà đối ứng nhưng một khi kéo thành bế tắc, lại chậm rãi có phương hướng giải quyết. Mà khác với Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh, chuyện của Tân Tiểu Diệp dùng cách kéo dài thời gian càng có hiệu quả. Bởi vì chuyện của Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh vốn đã kéo dài 800 năm, vì vậy có kéo dài thêm mấy chục năm thì thù hận vẫn không biến mất, cuối cùng vẫn phải giải quyết. Đặc biệt là Vạn Hoa Cốc, nhất định phải cho bên đấy một câu trả lời. Thế nhưng chuyện của Tân Tiểu Diệp lại khác. Chuyện của Tân Tiểu Diệp, Ninh Dạ kéo dài. Nguyên nhân chính là y đã nhìn ra, thực chất Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng không nỡ giết ái đồ của mình. Bất luận là những gì từng làm, hay cuối cùng Tân Tiểu Diệp lựa chọn từ bỏ, cứu sư phụ, đều khiến Tuyết Yêu Mỗ Mỗ càng yêu quý đệ tử này. Chẳng qua thân là bậc đại nhân trong Thái Âm Môn, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ không thể trơ mắt nhìn Tân Tiểu Diệp ăn cây táo rào cây sung, bà ta nhất định phải làm gì đó. Dùng tuyết thần chú bức ép Tân Tiểu Diệp giết Tử Lão, thay vì nói là đối phó với Tử Lão, chẳng thà nói là ta không vì con bé là đồ đệ của mình mà lơ là thân phận chức trách của bản thân. Chính vì vậy, Ninh Dạ hiểu rõ, chỉ cần sau này Tân Tiểu Diệp không làm chuyện gì nhắm vào Thái Âm Môn nữa, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ sẽ tuyệt đối không giết cô. Vì vậy chuyện của Tân Tiểu Diệp có thể kéo dài tới mãi mãi. Kéo dài tới ngày thực lực Ninh Dạ tiến bộ đến mức giải trừ được tuyết thần chú. Đây chính là suy nghĩ của Ninh Dạ, có thể dùng sức mạnh giải quyết thì cố gắng dùng sức mạnh giải quyết. Không thể giải quyết bằng sức mạnh, thế thì kéo dài tới lúc giải quyết được bằng sức mạnh. So với những thủ đoạn lừa bịp mà Ninh Dạ từng dùng thì đơn giản thẳng thắn hơn rất nhiều. Đương nhiên, xuất phát từ bản năng của người hay bày mưu, Ninh Dạ cũng lập tức đưa tin cho Thanh Lâm, nhanh chóng giết chết Vô Mục. Nhân lúc vừa đáp ứng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, đã tranh thủ được thời gian rồi thì phải nhanh chóng giải quyết kẻ cần giải quyết. Nếu không cứ kéo dài, Tử Lão, không chết, Vô Mục lại ngỏm, không khéo Tuyết Yêu Mỗ Mỗ lại nổi giận thật. Dù sao cũng phải cho người ta bậc thang chứ. Hạo Thiên Môn, Quan Nhật Phong. Một loạt tu sĩ vây quanh một người, lần lượt xuất thủ, đủ loại tiên pháp thần thông đánh lên người ở chính giữa, khiến ánh sáng lóe lên rực rỡ. Người ở chính giữa chính là Thanh Lâm. Thời khắc này hắn để trần nửa trên, thân thể cứng rắn hơn cả tinh cương, để mặc đám tu sĩ vây đánh mà không hề đáp trả, thi thoảng lại hô to, tiếp tục, các ngươi chỉ có chút thủ đoạn đó thôi à. Các tu sĩ vây công càng lúc càng mạnh mẽ. Như người trước mặt như đúc bằng sắt thép, không, còn cường đại đáng sợ hơn sắt thép, chẳng khác nào cường giả luyện thể của cực chiến đạo. Mặc cho bọn họ tấn công thế nào cũng chỉ như rèn sắt, khiến thân thể Thanh Lâm vang lên tiếng cong cong. Đánh tới đoạn sau, đám tu sĩ đã mệt tới mức mềm nhũn, còn Thanh Lâm mình đồng ra sắt, không chút tổn hại. Mọi người không thể không thán phục, bảo thể của tiên tôn đã đại thành, đúng là phi phàm. Chúng ta đã cố gắng hết sức. Thanh Lâm khẽ nhíu mày, còn chưa đủ, thiếu nhiều lắm. Nói xong hắn đấm ra một quyền, chỉ thấy một ngọn núi phía xa đã bị quyền này đánh sập. Mọi người thấy vậy thở dài, Thanh Sơn tiên tôn luyện công đã khiến toàn bộ ngọn núi rung chuyển, sau này đệ tử thu dọn lại bận rộn rồi. Bây giờ Thanh Lâm đầu tiên là có phong ma vũ thêm vào phép luyện bảo thể, sau đó lại hấp thu ngọc hoàng cốt, rồi tu hành công pháp của cực chiến đạo, thân thể chẳng khác nào mình đồng ra sắt, vạn pháp khó xâm. Tốt xấu gì thì năm xưa Thanh Lâm cũng là kiếm tiên phong thái xuất trần, bây giờ lại thành cường giả luyện thể. Chỉ có thể nói, đây là số mệnh. Thời khắc này còn chưa đã nghiền, lại thấy hỏa phù đưa thư bay tới. Thanh Lâm tiện tay nhận lấy xem thử, hỏa phù đã biến thành ánh lửa biến mất không còn tăm hơi. Tất cả giải tán. Thanh Lâm vung tay, đám tu sĩ như được đại xá, vội vàng rời khỏi. Thanh Lâm đã nói, Dạ La, có thuộc hạ. Một nam nhân đeo mặt nạ Tu La đã xuất hiện bên cạnh Thanh Lâm. Hắn tên là Diệp Lạc, ban đầu cũng là một trong những thiên kiêu nổi tiếng của Hạo Thiên Môn. Thế nhưng trong một lần ra ngoài, hắn vô tình gây thù chuốc oán với con cháu một vị đại lão trong môn phái, lỡ tay giết chết người này,
không lâu sau bị nhốt vào nhà lao chờ chém đầu. Chính Thanh Lâm đã cứu hắn ra. Từ đó trở đi, Diệp Lạc trở thành thuộc hạ trung thành nhất của Thanh Lâm, luôn luôn đeo mặt nạ Tu La, khi chiến đấu cực kỳ hung ác, chuyên nấp trong bóng tối, được mọi người gọi là Dạ Tu La, sau vì đồng âm nên gọi là Dạ La chứ không gọi tên. Thanh Lâm nói, ngươi tới Thiên Viêm Phong một chuyến, tìm lão già Thủ Dương, mượn liệt nhật phủ tới đây. Sau đó lại truyền lệnh cho thập nhị sát theo ta cùng lên đường, đi ngày đi đêm tới Đông Phong Quan. Dạ La ngây người, tới Đông Phong Quan thì cần có liệt nhật phủ làm gì? Đương nhiên là giết người. Thanh Lâm cười khà khà, lần này phải đánh một trận thật sảng khoái. Vô Mục Thiên Yêu, một trong những kẻ cầm đầu diệt môn Thiên Cơ môn năm xưa. Thanh Lâm muốn giết hắn nào phải một hai ngày. Dạ La run rẩy nói, tiên tôn, trưởng giáo đã nói là trong chuyện Đông Phong Quan thì chúng ta chỉ mượn cơ hội can thiệp chứ không được trắng trợn giết chóc. Tướng ở bên ngoài, có thể không nhận quân lệnh. Thanh Lâm siết chặt nắm tay, giữa đất bằng bỗng nhiên nổi sấm. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 553, đánh với Vô Mục, 1. Đông Phong Quan, Vô Mục Thiên Yêu đã tới đây được 3 hôm, nhưng Vân Tuyệt Môn vẫn từ chối không gặp. Vô Mục Thiên Yêu cũng không lấy làm lạ, đòi nợ là một kỹ thuật, mấu chốt nhất là có thể vớt được nhiều mỡ. Nếu Vân Tuyệt Môn không muốn trả giá quá đắt, thế thì nhất định phải hối lộ đầy đủ cho mình, nếu không mình chạy tới cửa làm gì. Vì vậy lúc không có chuyện gì làm, Vô Mục Thiên Yêu lại nghĩ xem nên bắt Vân Tuyệt Môn giao nộp cái gì. Đạo cảnh vạn cố liễu, cái đó có gì mà nộp, muốn đi thì đi. Tài nguyên. Năm xưa mình bị yêu lực xâm nhập quá mức, đã tiến vào trạng thái yêu hóa, không còn là yêu thể hoàn mỹ, cả đời này không có hy vọng niết bàn. Tiến không tiến được, bây giờ không tài nguyên nào có thể giúp được mình. Đáng tiếc, nếu có bảo bối hệ quang thì tốt. Vô Mục Thiên Yêu tuy danh hiệu là Vô Mục nhưng thực chất có cả trăm mắt. Bản thể yêu hóa của hắn là một con thiên mục cự bạo, trong thân thể có một viên nguyên tình, diễn hóa thành ngàn con mắt. Mỗi con mắt đều có thể phóng ra trí tử ma quang, không thể nhìn ai là khiến người đấy mang thai, nhưng nhìn ai người đấy sẩy thai thì được. Dưới thiên mục này, tu sĩ bình thường trực tiếp tan thành tro bụi, có thể nói là thần thông uy lực lớn, phạm vi lớn. Chính vì vậy thứ duy nhất Vô Mục Thiên Yêu cảm thấy hứng thú là bảo vật liên quan tới ánh sáng. Đáng tiếc, không nghe nói Vân Tuyệt Môn có chí bảo gì hệ quang, ngược lại Ninh Dạ rất có chiến tích về quang hệ, ngưng quang huyễn ảnh, hư thực tương sinh, biến hóa vô cùng. Quang chi đạo của Vô Mục Thiên Yêu là đi theo con đường sát phạt, nhưng biến hóa hư thực kém xa tít tắp. Hắn từng tới lĩnh giáo Ninh Dạ, khổ nỗi Ninh Dạ lại đòi hắn một viên yêu mục làm thủ lao. Làm sao Vô Mục Thiên Yêu lại đồng ý được, vì vậy giải tán trong bất hòa. Nghĩ hơi xa rồi, còn Vân Tuyệt Môn này, đúng là chưa từng nghe nói tới tài nguyên gì có liên quan tới phương diện này. Vô Mục Thiên Yêu thở dài, không thì cứ đòi linh thạch thôi. Nhưng linh thạch thường chỉ mua được tài nguyên bình thường, tài nguyên hy hữu hạng nhất thì có nhiều linh thạch mấy cũng chưa chắc đã mua được. Hơn nữa với khẩu vị của mình, chắc Vân Tuyệt Môn kia cũng không thỏa mãn được. Cuối cùng vẫn là do đổi phương quá nhỏ bé. Vô Mục Thiên Yêu lại thở, dài một tiếng. Hắn đang khổ sở suy nghĩ xem nên làm gì để dọa dẫm Vân Tuyệt Môn thì lại nghe bên ngoài có tiếng quát lớn, lão già Vô Mục, cút ra đây cho ta. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng là âm thanh cổng lớn nhà mình bị người ta phá nát. Vô Mục Thiên Yêu biến sắc, hóa thành một luồng sáng xuyên qua nóc nhà. Trên bầu trời xuất hiện một con mắt lớn, chậm rãi mở ra, nhìn xuống bên dưới. Sau đó nói, ta còn tưởng ai, hóa ra là Thanh Sơn lão đệ. Ngươi làm vậy là có ý gì? Vì sao lại phá cửa của ta? Thanh Sơn cười ha hả, lão già Vô Mục kia, có phải 3 năm trước ngươi đi qua Vong Cơ Sơn, đã đả thương môn hạ đệ tử của ta? Đoạt thực nguyên châu của hắn. Vô Mục Thiên Yêu suy nghĩ, hình như có chuyện như vậy thật. Nhưng tuy đệ tử kia là người của Hạo Thiên Môn nhưng dù sao cũng chỉ là một thằng nhãi không có chỗ dựa gì. Vô Mục Thiên Yêu cướp thì cướp thôi, Hạo Thiên Môn cũng không tính toán với hắn. Sao bây giờ Viên Thanh Sơn lại tới gây sự với mình vì chuyện này? Vô Mục Thiên Yêu biết Thanh Lâm là đệ tử đắc ý của trưởng giáo Hạo Thiên Môn Thịnh Thiên Liễu nên không muốn đắc tội với hắn, bèn nói, hình như có chuyện này. Hóa ra người này có quan hệ với ngươi hả? Thanh Sơn lão đệ đâu cần nổi giận như vậy, chỉ là một viên thực nguyên châu thôi hả?
ngươi muốn thì ta trả cho ngươi là được. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, ngươi còn đánh hắn một chưởng, khiến hắn nằm liệt giường, đau đớn 3 năm không ngớt. Hả, có việc này à, 3 năm không khỏi. Vô Mục Thiên Yêu kinh ngạc. Mình có dùng bí pháp cấm thuật tuyệt đỉnh gì đâu, nếu ngươi quý mến người này như vậy thì trực tiếp ra tay cứu hắn là được. Bây giờ tới đòi nợ là có ý gì? Thanh Lâm lại nói, nếu ngươi đã thừa nhận, thế thì không cần nhiều lời. Ta cũng cho ngươi một phát, chịu khổ 3 năm là được. Khốn kiếp! Vô Mục Thiên Yêu nổi giận. 3 năm của ông đây mà bằng 3 năm của thằng nhãi kia à? Hắn cũng đã nhìn ra, Thanh Lâm tới để gây sự với mình. Đúng rồi, đúng rồi. Hình như có nghe nói Vân Tuyệt Môn mời Hạo Thiên Môn tham gia. Nhưng lúc đó tin tức chưa được chứng thực, bây giờ nhìn lại xem ra là thật. Người này cố ý vịn vào lý do này để đuổi Thái Âm Môn ra khỏi Đông Phong Quan. Khẩu vị lớn nhỉ? Vô Mục Thiên Yêu tức giận, loại như người cũng xứng. Một luồng mục quang cực lớn đã từ trên trời giáng xuống. Thanh Lâm cười ha hả, là ngươi ra tay trước đấy nhé. Sau đó không tị hiềm gì, đấm một quyền lên bầu trời. Quyền ý cuồn cuộn tuôn trào mãnh liệt. Vô Mục Thiên Yêu chỉ cảm thấy trên trời dưới đất đâu đâu cũng nằm trong quyền này, còn có cảm giác không thể tránh né, không thể chống cự. Nhưng Vô Mục Thiên Yêu không hề sợ hãi, ngay lúc Thanh Lâm xuất quyền thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hàng ngàn con ngươi lập tức xuất hiện, thắp sáng cả bầu trời u tối. Giọng nói của Vô Mục Thiên Yêu vang vọng trên không trung, ngươi to gan quá nhỉ, Viên Thanh Sơn. Ngươi chỉ kiếm được cơ duyên, có được phong ma vũ, tu được bảo thể. Ngươi tưởng đạo hạnh mấy chục năm của ngươi có thể đánh đồng với ngàn năm tu hành của ta hay sao? Nói xong câu này, hàng ngàn luồng sáng chút xuống, mỗi luồng sáng đều mang theo lực lượng tử vong cường đại khủng khiếp. Thân thể Thanh Lâm run nhẹ, dưới lực lượng thiên mục của Vô Mục Thiên Yêu, bỗng có cảm giác có sức mà không thi triển được. Nhưng Thanh Lâm hoàn toàn không sợ hãi, cười dài một tiếng, lại xuất quyền đánh ra, chấn vỡ không trung. Từng luồng mục quang đánh lên người hắn, làm phát ra tiếng đốt cháy xèo xèo, lưu lại từng lỗ đen khủng khiếp trên người Thanh Lâm. Đó là tử vong và bóng tối thuần túy, nhanh chóng ăn mòn Thanh Lâm. Nhưng lúc này lại thấy thân thể Thanh Lâm không ngừng chóc ra như lớp sứ, lại như đang lột da. Hóa ra hào quang thiên mục đó chỉ đốt cháy một lớp da bên ngoài, khiến Vô Mục Thiên Yêu cũng phải ngây dại, thân thể mạnh mẽ thật. Thanh Lâm đã đánh ầm 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 liên tục 3 quyền, mỗi quyền đều bộc phát chiến ý, bắn về phía 3 thiên mục trên bầu trời. 3 mắt cùng nhắm lại, chìm vào biển mây, biến mất không thấy đâu. Khoảnh khắc sau trên bầu trời, cả ngàn con mắt không ngừng đóng đóng mở mở, như ánh sao nhấp nháy liên tục. Thiên mục là căn cơ của Vô Mục Thiên Yêu, ngay cả thần thông sở trường của hắn cũng là phóng thích qua ánh sáng của thiên mục. Thời khắc này một mắt mở ra, một tia sét màu tím đột nhiên giáng xuống, trong một con mắt khác lại có cơn sóng đen dâng lên, là lực lượng âm sát vô hình. Lại có con mắt kéo mây che trời, ngăn cản thế quyền của Thanh Lâm, lại có con mắt hóa thành thanh kiếm lớn cắt ngang bầu trời, chém thẳng xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, hàng ngàn yêu mục không ngừng đóng mở, cũng có hàng ngàn tiên pháp thần thông luân phiên thi triển. Thủ đoạn này không khác gì vạn pháp lão tổ, biến hóa phức tạp, lại như thiên thủ lão tổ, bảo quang vô hạn. Vô Mục Thiên Yêu tu hành ngàn năm căn cơ thâm hậu, lúc này nổi giận ra tay, tạo thành cơn thủy triều tiên pháp thần thông vô tận, ầm ầm chút xuống, bao phủ toàn bộ Đông Phong Quan. Cùng lúc đó, hào quang của Hắc Bạch đại trận lóe lên, bảo vệ Đông Phong Quan. Thư Vô Ninh khống chế đại trận, nhìn lên bầu trời, trong lòng cũng kinh ngạc. Cô chỉ định mượn sức sư bá đối phó với Vô Mục Thiên Yêu, không ngờ sư bá lại hành động nóng nảy như vậy, vừa tới nơi còn không buồn gặp mình một lần, đã trực tiếp đánh với Vô Mục Thiên Yêu. Sư bá ra sức quá rồi đấy. Chương 554, đánh với Vô Mục 2. Trên bầu trời, Thanh Lâm đã giao chiến kịch liệt với Vô Mục Thiên Yêu. So với Vô Mục Thiên Yêu thủ đoạn chồng chất, biến hóa đa đoan, Thanh Lâm ra tay lại đơn giản hơn nhiều. Hắn am hiểu sâu sắc đạo lý dùng lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi dùng thủ đoạn ra sao, ta chỉ dốc sức phá hủy. Lúc này ầm 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 xuất quyền, mỗi quyền đều có khí thế rời núi lấp biển, xuyên thủng nhật nguyệt. Dưới quyền kính vô biên này, bảo kiếm mà, Vô Mục Thiên Yêu biến ra vỡ tan thành từng mảnh, sương khói bao phủ cũng tan thành cho bụi, huyền quang u ám như tuyết đọng dưới ánh mặt trời. Tiêu tan không còn bóng dáng, sấm sét khai thiên đánh lên người Thanh Lâm lượn vòng như tia sét, người lại bị hắn hấp thu sử dụng,
chuyển lên quyền cước phản kích. Mặc cho ngàn vạn tiên pháp, Thanh Lâm chỉ dùng quyền phá hủy, khiến Vô Mục Thiên Yêu không khỏi kinh hãi. Hắn biết bảo thể đại thành của Hạo Thiên Môn rất cường hãn, nhưng không ngờ lại cường đại tới mức độ này. Đương nhiên đó là vì hắn không biết Thanh Lâm còn dung hợp Ngọc Hoàng Cốt. Ngọc Hoàng Cốt vốn là di cốt của đại năng thượng cổ, rất hữu dụng đối với luyện thể, chẳng qua khó mà luyện hóa. Nhưng Hạo Thiên Môn bản lãnh khác thì không có, chứ luyện hóa thì cực kỳ am hiểu. Thanh Lâm vừa là bảo thể, lại có Ninh Dạ giúp đỡ. Mượn bí pháp của hai đại môn phái Thiên Cơ Môn, Hạo Thiên Môn, lại thêm thần thông của Thiên Cơ Điện, từ lâu đã dung nhập Ngọc Hoàng Cốt, tố chất thân thể vượt xa người thường. Nếu nhất định phải mô tả, có thể dùng hai chữ thánh thể. Hắn lại học bí pháp của Cực Chiến Đạo, lĩnh ngộ đạo tắc chiến đạo, càng khiến chiến ý lẫm liệt, chiến lực càng cường đại. Thời khắc này từng quyền đánh ra, thương tổn mà Vô Mục Thiên Yêu gây ra lại càng kích thích hắn, khiến chiến ý của hắn càng ngày càng cao, càng đánh càng dũng mãnh. Vô Mục Thiên Yêu thì càng đánh càng kinh ngạc, sao thủ đoạn của người này hoàn toàn không giống với Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn giỏi nhất là vận dụng bảo vật, người này lại dùng tay không, hoàn toàn không dùng bất cứ thần binh pháp bảo nào, ngược lại phong cách chiến đấu cực kỳ giống người của Cực Chiến Đạo. Ngươi không phải gián điệp Cực Chiến Đạo đấy chứ? Trong lòng hắn thì kinh ngạc, tâm trạng lại càng lúc càng tức giận, cả giận nói, thằng nhãi được lắm, không ngờ lại luyện được thân thể kim cương bất hoại. Nhưng ngươi tưởng như vậy là thắng được lão phu chắc, ngươi còn kém xa lắm. Nói xong cả ngàn con mắt mở ra, một lực lượng thần thức mênh mông vô hình xông tới. Vô Mục Thiên Yêu tung hoành ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Hắn biết người luyện thể thì thần thức thường yếu. Khi chiến đấu với người của Cực Chiến Đạo, Thái Âm Môn thường ra tay nhắm vào điểm yếu cường độ nguyên thần của đối phương không đủ. Lúc này hắn trực tiếp dùng thần thức nghiền ép, muốn làm Thanh Lâm rơi vào cảnh đau đớn không chịu nổi. Nhưng hào quang thiên mục này chiếu lên người Thanh Lâm, chỉ khiến hắn cười lớn một tiếng, vô dụng thôi. Ầm. Lại xuất quyền đánh ra, không những không bị ảnh hưởng ngược lại uy lực càng mạnh mẽ, đánh trúng một con mắt, chỉ thấy yêu mục nổ tung ngay tại chỗ. Đúng là người luyện thể thì thần thức hơi yếu, nhưng có một thứ bù đắp được, chính là đạo tắc chiến đạo. Đạo tắc chiến đạo là điển hình cho càng dùng càng chìm vào bản ngã, hữu ngã vô nhân, cho nên chiến đạo cũng là điển hình cho kiêm cả công thủ. Theo chiến ý tăng cường, không chỉ ra tay càng lúc càng mãnh liệt, thần thức cũng càng ngày càng cường đại, có thể chống lại các loại thần thông xâm lấn. Năm xưa Việt Trọng Sơn là vì vừa bắt đầu đã bị quái vật tà đạo ảnh hưởng, nếu để hắn khổ chiến một thời gian dài, khiến chiến ý của bản thân tăng cường tới mức độ nhất định, chưa chắc quái vật tà đạo đã có thể ảnh hưởng tới hắn dễ dàng như vậy. Nhưng lần này lại khác, chiến đấu lúc trước đã khiến chiến ý của Thanh Lâm sôi trào, tương đương với hắn có thêm năng lực chiến ý. Không chỉ tăng công kích, tăng phòng ngự mà còn tăng năng lực kháng pháp thuật thần thông, hơn nữa là không ngừng tăng cường. Đây chính là tác dụng của cực chiến nhị đạo. Cực đạo là phát huy tiên pháp tới mức tận cùng, cũng là căn cơ tu hành. Chiến đạo là khi chiến đấu không ngừng tăng cường bản thân, là bản nguyên của chiến đấu. A, Vô Mục Thiên Yêu đã phát ra tiếng kêu đau đớn. Tên khốn kiếp này lại dám phá hủy một con mắt của mình. Tuy có thể ngưng tụ lần nữa nhưng cũng tốn thời gian công sức. Mất một con mắt đây đã là thương tích khiến Vô Mục Thiên Yêu đau đớn. Vô Mục Thiên Yêu rít lên, thằng nhãi kia muốn chết à? Hắn cũng cuống lên rồi, mấu chốt nhất là hắn không tin thân thể Thanh Lâm đã cường đại như vậy rồi mà thần thức cũng mạnh mẽ đến mức có thể đối phó với bản thân. Chắc chắn là tạm thời, Vô Mục Thiên Yêu cũng bất chấp, điên cuồng phát động yêu lực thiên mục, hư ảnh một con trai lớn đã hiện lên. Con trai này khác với trai bình thường, không ngờ phần thịt trai lại là một cái đầu thú dữ tợn, chỉ có một con mắt dọc, phía ngoài lớp vỏ còn kéo theo một cái đuôi dài rằng rặc. Trông như một con rắn một mắt đội cái vỏ trai. Đây chính là bản thể của Vô Mục Thiên Yêu, Tham Quang Xà Bạng. Lúc này bản thể Tham Quang Xà Bạng xuất hiện, cái đầu rắn trong con trai phát ra một tiếng rít, con mắt bắn ra một tia sáng, chiếu trúng người Thanh Lâm, thân thể Thanh Lâm run rẩy, không thể cử động được. Ha ha, mặc cho ngươi cường hoành ra sao, cuối cùng cũng khó thoát khỏi mộng cảnh vô biên của ta. Nể mặt Hạo Thiên Môn, tha cho ngươi một mạng, nhưng phải để lại một cánh tay. Nói xong hào quang thiên mục ngưng tụ, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ chém về phía cánh tay Thanh Lâm. Người này là bảo thể đại thành, cánh tay kia hoàn toàn có thể dùng làm vật liệu luyện bảo. Còn đối với bảo thể đại thành,
cho dù dùng lực lượng nguyên thần trùng sinh cũng khó mà cường đại như trước kia. Vô Mục Thiên Yêu làm vậy là muốn cho hắn một bài học. Nhưng ngay lúc này, Thanh Lâm chợt mở mắt ra, chỉ có thế thôi à? Cái gì? Vô Mục Thiên Yêu kinh hãi. Người này thoát khỏi mộng cảnh vô biên của mình nhanh như vậy à? Hắn không biết năm xưa Thanh Lâm từng giao đấu với Ninh Dạ. Ninh Dạ đã dùng không biết bao nhiêu ảo thuật với Thanh Lâm. Nói tới ảo thuật cường đại, Ninh Dạ còn mạnh hơn Vô Mục Thiên Yêu vô số lần. Vì vậy kinh nghiệm đối phó với ảo ảnh của Thanh Lâm cực kỳ phong phú, vượt xa tưởng tượng của Vô Mục Thiên Yêu. Lão yêu này có thể nhốt hắn lại nhanh như vậy đã là nhờ tu vi thâm hậu, thần thông quảng đại. Ầm, thiết quyền đánh lên không trung, hóa thành cầu vồng xuyên thủng bầu trời. Vỏ chai của xà bạng trên không trung nhanh chóng đóng lại, quyền này đánh lên vỏ chai, không ngờ vỏ chai lại rắc một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Khốn kiếp, Vô Mục Thiên Yêu tức giận tới cùng cực. Đây là bản thể bị thương tổn. Thương tích do đòn này gây ra còn nặng hơn lúc trước. Vô Mục Thiên Yêu cũng nổi điên lên, ngươi muốn chết. Hắn quát lớn, vỏ chai mở ra, hào quang thiên mục và mắt rắn ở chính giữa tụ tập lại làm một, hóa thành một cột sáng màu đen bắn tới. Ngay cả Thanh Lâm cũng cảm nhận được uy lực cường đại của đòn này, e là mình không thể chịu nổi. Cho dù là cường giả của cực chiến đạo cũng không ngốc tới mức công kích ra sao cũng dùng thân thể đón đỡ. Đối mặt với một đòn toàn lực trong cơn thịnh nộ của Vô Mục Thiên Yêu, Thanh Lâm lật tay một cái, một lưỡi rìu đã xuất hiện trên tay. Liệt Nhật Phủ. Hắn xuất búa bổ vào cột sáng màu đen kia, Liệt Nhật Phủ tóe lửa, hóa thành một dải lửa dài, giao hòa với cột sáng đen trên bầu trời, không ngờ chỉ một búa đã chém cột sáng thành hai nửa. Dư âm của cột sáng lướt qua hai bên người Thanh Lâm, đánh xuống đại trận bảo hộ bên dưới, gợi ra một luồng sáng sặc sỡ. Thư Vô Ninh thấy vậy cũng run sợ không thôi. Đây là đại năng giao thủ ư? Chẳng trách năm xưa sư tôn dùng cách gian xảo để sinh tồn mà cuối cùng lại tập trung tu hành. Gian xảo đến mấy cuối cùng cũng chỉ là gốc rễ để tìm chỗ đứng, nắm đấm mới là đạo ý cứng rắn. Thư Vô Ninh lại cảm nhận rõ hơn điều này. Đáng tiếc mình chuyên tu phù đạo, có lẽ cả đời cũng không có cơ hội này. Nhưng mỗi người có con đường của mình, cho dù chuyên tu phù đạo, không khéo cũng có thành tựu vô song. Cùng lúc đó, Vị Ương Phủ, Thiên Cơ Điện, thông qua Côn Lôn Kính, Ninh Dạ cũng đang quan sát trận chiến này. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 555, đánh với Vô Mục, 3. Đây là lần va chạm kịch liệt nhất từ khi Thanh Lâm giao thủ với Vô Mục Thiên Yêu tới giờ. Kết quả là Thanh Lâm và Vô Mục Thiên Yêu cùng bị trọng thương. Lần này bị thương không nhẹ, vỏ ngoài xà bạng xuất hiện một vết rìu rất sâu, còn gương mặt như thép đúc của Thanh Lâm cũng bị thiêu cháy, không cách nào tiêu trừ. Hắn lại bị hủy dung lần nữa. Được rồi, xem ra đây là số mệnh của đệ tử Thiên Cơ môn chúng ta. Năm xưa Ninh Dạ bị hủy hai lần, ta cũng phải bị hủy hai lần. Thanh Lâm lại cười phá lên. Tuy bị thương không nhẹ nhưng Thanh Lâm lại hoàn toàn không thèm để ý. Hắn nói, Vô Mục Thiên Yêu, ngươi mạnh thật đấy. Tuy ta cũng là vô cấu nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào thần khí mới có thể đánh được với ngươi. Ai, cuối cùng vẫn kém một chút. Nói, song không xuất phủ nữa mà lại đấm ra một loạt quyền. Xem ra nếu Vô Mục không dùng đại chiêu thì hắn cũng không dùng chiến phủ. Vô Mục Thiên Yêu cũng bị hắn chọc cho giận tới nổ phổi. Đúng là người của Thái Âm Môn không mấy khi sử dụng thần khí, nhưng đó là vì bọn họ dùng tất cả tài nguyên vào mặt luyện yêu. Chính vì vậy mỗi đại yêu đều tương đương với hai tồn tại, một cái là bản thể con người, một cái là bản thể yêu quái, thường là một người bằng sức hai người, ra tay toàn lực thì cường hãn tuyệt luận. Không ngờ Viên Thanh Sơn này lại nói hắn không muốn dùng lực lượng thần khí giao chiến với mình, đúng là hoang đường. Ngươi tự tìm đường chết đấy nhé. Vô Mục Thiên Yêu kêu to. Con mắt của xà bạng lại mở ra. Nhưng khác với lần trước, chỉ thấy Vô Mục Thiên Yêu thật sự hiện ra bản thể hình người, dung hợp với xà bạng. Lần này hắn định thi triển lực lượng hợp thể yêu nhân chân chính. Yêu nhân hợp thể có thể tăng cường chiến lực trên diện rộng, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước Tuyết Yêu Mỗ Mỗ làm vậy nên mới khiến yêu lực mất cân bằng. Có thể nói yêu nhân hợp thể là mở đầu để thi triển cấm thuật. Lúc này Vô Mục Thiên Yêu còn chưa tới mức thi triển cấm thuật, nhưng cũng đã dốc toàn bộ thủ đoạn, ta sẽ băm xác ngươi thành vạn mảnh. Lúc này hắn đã bất chấp giao tình giữa Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn, lực lượng thiên mục hội tụ,
một cột sáng còn hung hãn ác liệt hơn lúc trước bắn ra. Liệt Nhật phủ của Thanh Lâm lại vung lên, Bảo Thể Đại Thành và Liệt Nhật phủ như hòa làm một thể, cười dài nói, ngươi có nhân yêu nhất thể, ta có nhân bảo nhất thể, đến đây nào. Hôm nay mượn sức ngươi, tăng cường bảo thân của ta thêm một bước. Ầm. Ánh lửa đỏ máu bùng lên giữa không trung, tiên lực tuôn trào khắp nơi. Dưới xung kích này, đại trận bên dưới cũng lấp lóe hào quang. Bách tính bên dưới không ai không ngẩng đầu lên quan sát, nhưng không thấy người, chỉ nghe thấy tiếng. Sau đó chứng kiến thiên lôi cuồn cuộn, mênh mông vô bờ, nhắm thẳng tới tận chân trời, hào quang sấm sét và lửa đỏ lóe lên, cực kỳ chói mắt, khiến mọi người không khỏi chấn động. Ngay cả Ninh Dạ ngồi trước Côn Lôn kính cũng không khỏi than thở, xem ra sư huynh đã tự đi ra con đường của mình rồi, không ngờ lại mượn tay Vô Mục Thiên Yêu luyện hóa bản thân. Không tệ, đúng là không tệ. Hiện tại Thanh Lâm đã đi lên một đường phi phàm, có thể không ngừng dung nhập thần binh lợi khí để tăng cường bản thân. Nhưng dẫu sao tu vi của sư huynh vẫn còn thấp, ngoài Ngọc Hoàng Cốt ra vẫn chưa thể dung nhập một món thần binh nào. Còn trận chiến lần này chính là thử nghiệm đột phá của hắn. Đồng thời Ninh Dạ cũng nhìn ra, tuy Thanh Lâm tiến bộ rõ rệt nhưng cuối cùng vẫn kém Vô Mục Thiên Yêu một bậc. Lão già này tu hành ngàn năm, đúng là không phải hư danh. Khi hắn thật sự phát huy công lực, rõ ràng Thanh Lâm không bằng được, cho dù cục diện uy phong lẫm liệt, áp đảo Vô Mục, nhưng người luyện, thể thì cho dù chiến đấu đến chết, bản thân vẫn trong trạng thái tấn công. Lúc này Thanh Lâm và Vô Mục Thiên Yêu đánh tới nảy lửa, khí thế vẫn bộc phát hùng hồn, thế nhưng người tinh tường có thể nhìn ra được thực ra là Thanh Lâm không chống đỡ nổi. Không phải từ người Thanh Lâm mà từ người Vô Mục Thiên Yêu. Lúc đầu hắn còn bị Thanh Lâm ép tới mức luống cuống chân tay, nhưng cường độ chiến đấu tăng cường, Vô Mục Thiên Yêu lại càng lúc càng thong dong. Chiến ý của Thanh Lâm không hề suy giảm, có chiến đạo bổ trợ, lúc này lực lượng mà hắn thể hiện chỉ có hơn hẳn trước kia, nhưng Vô Mục Thiên Yêu lại càng bình tĩnh. Từng luồng sáng xoay chuyển, hóa giải chiến ý cuồng bạo của Thanh Lâm, thậm chí trong lòng còn có lĩnh ngộ, chẳng lẽ đây là đạo tắc chiến đạo của cực chiến đạo. Dẫu sao hắn cũng không phải người ngu, đã nhìn ra một chút manh mối. Sao người này lại lĩnh ngộ một phần chiến đạo? Vừa kinh hãi lại vừa vui mừng. Bắt hắn lại, tra hỏi hắn, giết hắn, luyện hóa hắn. Có đạo tắc chiến đoạn này, như vậy mình có đối phó với hắn như thế nào cũng có thể trả lời Hạo Thiên Môn. Sát ý nổi lên, thủ đoạn cũng hóa thành độc ác. Hào quang vô hình quét qua, truyền vào cơ thể Thanh Lâm, Vô Mục Thiên Yêu âm trầm nói, Viên Thanh Sơn, đây là ngươi tự chuốc lấy. Còn không ngoan ngoãn chịu trói. Nói xong đã phát động thần thông, thân thể Thanh Lâm lại bị khống chế, động tác vốn cuồng bạo cũng chậm lại. Quả nhiên, vẫn bị phát hiện à? Ninh Dạ lẩm bẩm. Hiện giờ vấn đề lớn nhất của Thanh Lâm vẫn là thần thức, cho dù có chiến đạo tăng cường hộ thể, nhưng khả năng kháng cự lực trói buộc âm nhu vẫn còn kém. Lão già này phát hiện ra vấn đề, tìm đúng phương pháp, chỉ cần thi triển toàn lực là có thể ảnh hưởng tới Thanh Lâm. Ninh Dạ biết, mình nhất định phải ra tay. Y khẽ mỉm cười, tốt xấu gì ngươi cũng theo quang đạo, hôm nay cho ngươi kiến thức đạo hư thực tương sinh của quang đạo. Nói xong y đã giơ ngón tay điểm về phía Côn Lôn kính. Một chỉ này ấn xuống mặt kính, bụi mù cuốn lên đầy trời trên Đông Phong Quan, che khuất tầm nhìn, sau đó hào quang thiên mục tự động vặn vẹo, không ngờ lại tạo thành một Thanh Lâm mới. Sao lại như vậy? Vô Mục Thiên Yêu kinh ngạc, chỉ thấy quang nhân Thanh Lâm đã bổ một búa về phía mình. Tiểu thuật quỷ quái mà định lừa ta, Vô Mục Thiên Yêu vung một luồng yêu lực hùng hồn ra. Nhưng không ngờ quang nhân Thanh Lâm kia bỏ qua làn sóng yêu lực này, chiến phủ ngưng tụ từ ánh sáng chém xuống, Vô Mục Thiên Yêu giống lên một tiếng. Yêu thân và nhân thân đột nhiên tách ra làm hai, vỏ chai không vấn đề gì, ngược lại đầu rắn trong vỏ chai lại xuất hiện một vết thương. Đòn này đã đánh trúng chỗ yếu. Sao lại như vậy? Vô Mục Thiên Yêu kinh hãi hét lên. Ninh Dạ xoay cổ tay một cái, tạo hóa chi đạo, sát vân thần quang. Tầng mây cuộn tròn, ánh sáng lóe lên, cuốn theo, hình thành hàng ngàn quang nhân lao về phía Vô Mục Thiên Yêu. Những quang nhân này đa, số là hư ảo, nhưng hư ảo lại thi triển công kích chân thực, đánh lên người Vô Mục Thiên Yêu, cũng tạo thành thương tổn chân thực. Vô Mục Thiên Yêu hoảng hốt, đây là đạo tắc quang đạo. Chắc chắn Thanh Lâm không biết cái này, thế thì là ai? Ai đang dùng đạo tắc quang đạo đối phó với mình? Mắt thấy quang nhân hư thực vô tận hạ xuống, mỗi lần ra tay đều khiến hắn đau đớn kịch liệt. Vô Mục Thiên Yêu biết không ổn, quát lớn một tiếng, yêu lực bộc phát kịch liệt,
Thiên mục trở về, mở thiên mục. Chỉ thấy hàng ngàn con mắt màu tím đồng thời nổ tung, con mắt dọc ở chính giữa đã tạo thành một cơn sóng ánh sáng tử vong quét tới. Chỉ trong chớp mắt đã tiêu trừ toàn bộ quang nhân mà Ninh Dạ biến ra. Chiêu này hay. Ninh Dạ hừ một tiếng, lại điểm một chỉ lên Côn Lôn kính. Làn xương ánh sáng lại dâng lên, lần này tạo thành vòng xoáy hắc bạch, chẳng qua che giấu phía ngoài cơn sóng ánh sáng. Nhưng Vô Mục Thiên Yêu lại thấy hắc bạch, cuối cùng hắn cũng hiểu, kêu lên, Ninh Dạ. Hống, Thanh Lâm đã phát ra một tiếng giống cuồng bạo, liệt nhật thiên hoa, chảm. Mượn áp lực khổng lồ của Vô Mục Thiên Yêu, cuối cùng hắn cũng dung hợp hoàn toàn liệt nhật phủ và bản thân, một dìu xuống, đánh thẳng lên đỉnh đầu Vô Mục Thiên Yêu. Nguyên thần của Vô Mục Thiên Yêu lóe sáng, không ngờ lại nâng lưỡi dìu này lên, ngươi không thể giết ta. Thái Âm Môn và Hạo Thiên Môn vốn đời đời giao hảo. Nhưng Thanh Lâm vốn đâu quan tâm tới cái này, phóng thích toàn bộ lực lượng tiêu diệt nguyên thần của hắn, giết ngươi thì giết thôi, sao phải e ngại lắm như vậy. Chết đi, liệt nhật phủ chém xuống, thân thể Vô Mục Thiên Yêu đã tan thành từng mảnh, chỉ lưu lại một hạt châu, chính là xà bạng thiên mục, bên trong ẩn chứa nguyên thần. Đang định chạy trốn thì thấy vòng xoáy hắc bạch cuốn một cái, hóa thành áp lực vô tận, chặn đứng tất cả nói gian, còn ép toàn bộ nguyên thần của hắn vào trong thiên mục xà châu. Đây là thần vật quang đạo, ta muốn thứ này, lúc về sẽ đưa cho người. Thanh Lâm nhếch miệng, đã nắm lấy thiên mục châu kia. Chương 556, khiêu chiến. Hiển nhiên, cái chết của Vô Mục Thiên Yêu khiến cả Trường Thanh giới náo động. Đặc biệt là giữa Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn, hai bên trực tiếp cãi vã. Đương nhiên Thái Âm Môn trách cứ Viên Thanh Sơn ngang nhiên giết chết thành viên nòng cốt của Thái Âm Môn. Nhưng Hạo Thiên Môn cũng không cam lòng yếu thế. Cũng không phải Thịnh Thiên Liễu bao che cho đệ tử, mà là Thanh Lâm đã chuẩn bị trước cho chuyện này. Hắn trực tiếp lấy lưu ảnh thạch đã chuẩn bị sẵn ra, nói với Thái Âm Môn không phải Viên Thanh Sơn muốn giết Vô Mực mà vốn chỉ muốn đánh một trận với hắn, chút giận cho môn hạ. Là Vô Mục Thiên Yêu mất khống chế yêu lực, nổi điên muốn giết người, sử dụng cấm thuật, ép Viên Thanh Sơn không thể không liều mạng. Đây là sự thật, chuyện Ninh Dạ âm thầm xuất thủ bị che giấu, mọi người không thấy được. Bây giờ tên này đã là đạo diễn, biên tập chuyên nghiệp, vì vậy mọi người chỉ biết rằng chiến đấu tới thời khắc cuối cùng, rõ ràng Vô Mục Thiên Yêu đã chiếm thượng phong nhưng vẫn liều mạng, đúng là không còn gì để nói. Nhưng cho dù như vậy, Thái Âm Môn vẫn không muốn bỏ qua, nhất quyết đòi Hạo Thiên Môn giao Thanh Lâm ra. Thịnh Thiên Liễu có đồng ý không? Hiện giờ Thanh Lâm đang là môn hạ đệ tử xuất sắc nhất của hắn, bây giờ còn tu theo đạo nhân bảo hợp nhất, thậm chí còn đánh bại cả Vô Mục Thiên Yêu, rõ ràng là trụ cột tương lai. Vì vậy hai phái cãi vã ầm ĩ, cuối cùng Ninh Đại Điện chủ đích thân đứng ra chọn lời khuyên bảo, mong mọi người hòa hợp. Cuối cùng Hạo Thiên Môn dâng lên một số bảo vật coi như bồi thường, có vậy mới chấm dứt được việc này, nhưng trong lòng mỗi bên đều thầm tức tối, Thái Âm Môn cũng ghi món nợ này trong lòng. Sau khi biết chuyện này, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng kinh ngạc. Còn gọi Tân Tiểu Diệp đi tới hỏi, Viên Thanh Sơn có phải Thanh Lâm không? Tân Tiểu Diệp cũng chẳng thắn đáp, sư phụ ánh mắt như đuốc. Điều tra một chút sẽ rõ lai lịch Viên Thanh Sơn. Năm xưa ba môn phái mỗi phái nhận một đệ tử bị hủy dung. Tức là các ngươi khống chế nòng cốt của cả ba môn phái à? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ lạnh. Tân Tiểu Diệp cúi đầu, trong lòng chúng ta đã không còn Thiên Cơ Môn, bây giờ Ẩm Tuyết chỉ là đệ tử của sư phụ. Hừ, nói thì dễ nghe lắm. Ninh Dạ ra tay ác độc thật, ta vừa hạ Tuyết Thần chú lên người ngươi, hắn đã quay sang giết Vô Mục. Thế là sợ ta đổi ý, tương lai không còn cơ hội ư? Hắn không sợ ta báo luôn chuyện của các ngươi cho trưởng giáo à? Tân Tiểu Diệp trả lời, nếu sư phụ muốn làm vậy, ngươi có thể làm bất cứ lúc nào. Ngươi! Tuyết Yêu Mỗ Mỗ tức giận, ta đang muốn xem liệu Ninh Dạ có bản lĩnh đó không, mới làm loạn trong Hắc Bạch Thần Cung mà đã coi mình là nhất. Ngươi nghĩ Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn, Long Dương Phủ sẽ đứng nhìn hay sao? Tân Tiểu Diệp mỉm cười, vì cái chết của Vô Mục, giữa Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn nảy sinh hiềm khích, e là không thể đoàn kết. Còn Long Dương Phủ, một lũ hề mà thôi, đâu đáng để vào mắt. Hơn nữa cho dù ba phái thật sự tới cứu viện, chẳng phải còn Mộc Khôi Tông, Vạn Hoa Cốc, Thánh Vương Các hay sao? Đến lúc đó cũng chỉ là làm một trận đại chiến như trước mà thôi. Nhưng chỉ e trong trận đại chiến này, Thái Âm Môn sẽ thất bại. Ngươi đang uy hiếp ta.
Tân Tiểu Diệp lắc đầu, sư phụ nói vậy là sai rồi, Ninh Dạ không ham quyền thế, đối với hắn thì quyền thế chẳng qua chỉ là công cụ. Đợi tới khi hắn đạt thành đại đạo, sẽ tự rời khỏi. Hắc Bạch Thần Cung hay các phái khác đều không ở trong lòng hắn. Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi? Tân Tiểu Diệp nghiêng đầu suy nghĩ, không thì. Sư phụ tới đánh với hắn một trận đi. Vị Ương Phủ. Cái gì? Bảo ta đánh với Hàn Cô Xương một trận. Đọc tin này, Ninh Dạ cũng bất ngờ. Tân Tiểu Diệp sư tỷ nghĩ hay nhỉ? Trì Vãn Ngưng kéo tay Ninh Dạ, sao nào? Sợ à? À, mà sợ bà ta á? Ninh Dạ cười lạnh, nhưng lập tức lắc đầu, nếu đánh thật, với lực lượng của Thiên Cơ Điện hiện giờ, Hàn Cô Xương tuyệt đối không thể thắng. Nhưng vấn đề không ở chỗ này. Đúng vậy, Trì Vãn Ngưng thở dài, vấn đề là suy nghĩ thật sự trong lòng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Chắc bây giờ bà ta cũng rất mâu thuẫn. Trì Vãn Ngưng nói đúng. Hiện giờ trong lòng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cực kỳ mâu thuẫn. Một bên là tình cảm, bà yêu mến đồ đệ Tân Tiểu Diệp. Mà Tân Tiểu Diệp cũng không khiến bà thất vọng, chuyện này khiến bà vô thức không muốn làm thương tổn tới Tân Tiểu Diệp. Nhưng mặt khác, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ là đại lão trong Thái Âm Môn, không thể không suy nghĩ cho tông môn. Chuyện này cũng khiến bà ta không ngừng phân vân giữa tình cảm và trách nhiệm. Thật ra đại đa số người tu tiên đều không theo lý tính. Tôn trọng tự nhiên, thuận theo thiên đạo, muốn làm là làm, trong lòng không hề có lo lắng mới là thứ bọn họ theo đuổi. Chẳng qua Tuyết Yêu Mỗ Mỗ có ý thức trách nhiệm tông môn quá nặng, nếu là người khác, thậm chí trực tiếp bỏ qua. Đúng vậy, đây mới là tâm thái thường thấy. Tông môn quy tụ một đám tu sĩ chỉ theo đuổi giấc mơ thiên đạo, trở nên rời rạc, thiếu chỉ đạo về tư tưởng. Chỉ dựa vào tiên pháp và lực lượng thống trị cũng khiến lòng người giải rác, ai ai cũng có tư tâm. Phản bội không hiếm thấy, trung thành mới khó có được. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đã là cực trung thành. Bà không vạch trần mọi chuyện đều là vì Tân Tiểu Diệp thuyết phục bà. Còn bây giờ muốn giao thủ, thực ra cũng là để chứng minh những gì Tân Tiểu Diệp nói là chính xác. Ngài xem, ta đánh không lại Ninh Dạ, Ninh Dạ nắm giữ đại cục từ lâu, là đại kế ngàn năm của tông môn hay là mắt nhắm mắt mở. Bà lão này chỉ cần một lý do, Tân Tiểu Diệp cũng cho sư phụ mình một lý do. Chẳng qua trong mắt Ninh Dạ, chuyện này lại không đơn giản. Y nói, muốn thắng Hàn Cô Xương không khó, nhưng nếu ta dựa vào Thiên Cơ Điện chiến thắng, chỉ e bà ta cũng thấy bất mãn. Không khéo sau khi ý thức được giá trị của Thiên Cơ Điện, ngược lại còn dùng tính mạng sư tỷ ép buộc ta. Trì Vãn Ngưng bị dọa tới mức giật bắn mình, bà ta đâu phải người như vậy. Ninh Dạ hừ lạnh, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng chẳng phải người lương thiện gì, chẳng qua đối xử với đệ tử không tệ thôi. Nhưng nàng cũng biết mà, thật ra lòng người là phức tạp nhất. Mấu chốt nhất là lòng người hay thay đổi, đừng nói người khác nhau có những suy nghĩ khác nhau, cho dù là cùng một người, trong những hoàn cảnh khác biệt cũng có suy nghĩ khác biệt. Ninh Dạ am hiểu lòng người, biết lòng người thường khó mà nắm bắt được chính bản thân mình. Cùng một người, có thể ngày hôm nay ngươi không nhặt của rơi, nhưng ngày mai lại quay sang trộm tiền của người khác. Lòng người phức tạp ở chỗ thiện hay ác thường chỉ trong một suy nghĩ. Cho dù Tuyết Yêu Mỗ Mỗ có thiện ý với đệ tử cả ngàn năm, chỉ cần trong khoảnh khắc đột nhiên nảy sinh ác niệm, mọi chuyện cũng hỏng rồi. Bây giờ ưu thế lớn nhất của Ninh Dạ là ở chỗ rất nhiều người chỉ biết tới Thiên Cơ Điện chứ không biết tác dụng của Thiên Cơ Điện. Dù sao thứ này cũng đã tổn hại, chắc chắn không thể hoàn thiện. Trong tình huống như vậy, đa số mọi người không coi trọng uy năng của Thiên Cơ Điện. Nhưng bọn họ lại không biết Thiên Cơ Điện nằm trong tay Ninh Dạ lại đang được thay đổi hoàn thiện, phát huy tác dụng của nó theo cách của Ninh Dạ. Đoạn Long Đài trở thành lưỡi hái tử thần, năng lực công kích tăng vọt, Côn Lôn Kính kết hợp với quang đạo, có thể giết người trong vô hình từ khoảng cách ngàn dặm, tạo hóa thần tọa nhận được cảm ngộ thánh nhân. Năng lực tạo hóa tăng cường trên diện rộng, ngay cả tẩy tâm trì không cách nào phát huy toàn bộ tác dụng cũng được Ninh Dạ cải tạo thành tẩy não trì, có thể khống chế thuộc hạ. Đó là còn chưa nói Ninh Dạ bố trí đạo cảnh tuyền cơ và tài quyết thần trận bên trong. Có thể nói bây giờ giá trị của Thiên Cơ Điện đã vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Nếu Ninh Dạ dùng Thiên Cơ Điện chiến thắng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, ai mà biết được bà già ấy có suy nghĩ khác hay không? Ninh Dạ không sợ Tuyết Yêu Mỗ Mỗ có suy nghĩ gì, nhưng bà ta là sư phụ của Tân Tiểu Diệp. Quan hệ với Tân Tiểu Diệp lại rất thân thiết, cho dù thế nào Ninh Dạ cũng không muốn cho bà ta lý do phản bội. Không dùng Thiên Cơ Điện, thế thì làm sao chàng thắng được bà ta? Trì Vãn Ngưng cũng lo lắng. Đúng vậy. Ninh Dạ thở dài một tiếng,
Nói lại thì cũng do ta trưởng thành còn chưa đủ. Năm xưa khi Tử Lão Vô Cấu đã có thể vượt cấp đánh với Niết Bàn, mà bây giờ ta vẫn chưa làm được. Trì Vãn Ngưng tức giận nói, chàng tham lam quá rồi đấy, Tử Lão thắng được là vì khi đó lão đã là Vô Cấu đỉnh phong, người mà lão ta thắng cũng mới vào Niết Bàn không lâu. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đột phá thành công, bây giờ đã sừng sững trên Niết Bàn đỉnh, chàng mới Vô Cấu trung kỳ, chênh lệch quá xa. Nhưng vấn đề là cơ duyên của ta nhiều hơn Tử Lão. Ninh Dạ thẳng thắn nói, cứ như y trong giai đoạn này y nên đánh bại Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Đáng tiếc cái nên này không phát huy tác dụng, bây giờ cùng lắm y chỉ có thể thắng được Thẩm Phi Vân khi vừa vào Niết Bàn, còn kém xa Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Đúng lúc này, hình ảnh trong Côn Lôn kính bỗng lóe lên, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt Ninh Dạ. Chính là Nhàn Vân lão nhân, là lão già này à? Sao hắn lại chạy khỏi Thánh Châu? Ninh Dạ lẩm bẩm, Thánh Châu. Đúng rồi. Ninh Dạ đột nhiên tỉnh ngộ, trong đầu lóe lên ý tưởng, cười ha hả nói, có cách rồi. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 557, Đánh cược. Cái gì? Đánh cược? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ kinh ngạc nhìn Tân Tiểu Diệp. Tân Tiểu Diệp nói, đúng, Ninh Dạ nói Mỗ Mỗ là sư phụ ta, giao thủ với Mỗ Mỗ là bất kính, bất luận thắng hay bại đều không thích hợp. Vì vậy hắn nghĩ ra một cách, muốn đánh cược với Mỗ Mỗ. Đánh cược cái gì? Tân Tiểu Diệp trả lời, trộm tượng thánh nhân. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đứng bật dậy, đùa gì vậy? Tân Tiểu Diệp lại mỉm cười lắc đầu, đây không phải trò đùa. Ninh Dạ nói năng lực của một người không chỉ có chiến đấu chính diện, vốn nên tỉ thí nhiều mặt. Tượng thánh nhân là thần vật trấn phái của Thánh Vương Các, nếu chiếm được nó không chỉ là đả kích cực lớn đối với khí thế bốn phái, tăng cường thực lực phe ta, mà còn có thể đoàn kết các phái, ít nhất cũng có thể chứng minh cho Mỗ Mỗ thấy tấm lòng Ninh Dạ hướng về bên này. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng nói, hắn tự tin vào chuyện mình sẽ đoạt được đến vậy cơ à? Tân Tiểu Diệp che miệng cười, đương nhiên không dễ rồi, cho nên mới muốn đánh cược với sư phụ chứ. Ván cược này, nếu sư phụ thắng, từ nay về sau sư huynh muội chúng ta từ bỏ ý định báo thù, toàn tâm toàn lực làm việc cho môn phái, không dám làm trái ý sư phụ. Nhưng nếu thua, cũng không cần sư phụ làm gì, chỉ cần sư phụ an tâm tu hành, an dưỡng tuổi thọ là được. Hắn lớn lối quá nhỉ? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng nói, còn nếu không ai lấy được thì sao? Coi một năm là kỳ hạn, nếu không ai lấy được cũng coi là hắn thua. Có dũng khí đấy. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng vui vẻ, nếu thế, lão thân đánh cược với hắn. Thánh nhân tượng là thần vật trấn phái, phòng vệ nghiêm ngặt, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ tự thấy không có cơ hội đoạt được, nhưng nếu hòa cũng coi như thắng, bà ta cũng muốn xem rốt cuộc Ninh Dạ làm như thế nào. Nhưng, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ suy nghĩ rồi nói, ta sẽ tới Thánh Châu một chuyến, Ninh Dạ cũng phải gặp mặt ta ở Thánh Châu. Ta có thể không can thiệp vào hành động của hắn, nhưng lão thân phải biết hắn đang ở đâu. Được, được. Tân Tiểu Diệp vui mừng, sư phụ, con cũng muốn đi. Hừ, nghiệt đồ, ngươi tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì chắc. Chỉ e sang bên kia là ngươi lại ăn cây táo rào cây sung, giúp Ninh Dạ tính kế lão thân hả? Đừng có mơ. Một tháng sau, Thánh Châu, Thiên Thánh Phủ. Thiên Thánh Phủ là thủ phủ của Thánh Châu, cũng là đại thành đệ nhất Thánh Châu, nhân khẩu hơn 5 triệu. Đối với thời đại này, thành thị nhân khẩu hơn 5 triệu đã là thành thị có quy mô siêu cấp. Tổng bộ Thánh Vương Các tọa lạc chính giữa tòa thành. Khác với Mạc Châu, Thánh Vương Các trực tiếp loại bỏ hình thức quốc gia mà dùng lực lượng tiên nhân nô dịch phàm nhân. Trong Thiên Thánh Phủ chỉ là một hoàng cung là Thánh Vương Các, vì vậy còn chia làm hai nơi nội thành và ngoại thành. Người trong nội thành đều là tu sĩ, bọn họ không tu hành trong núi mà theo phương thức ẩn mình tại thành thị. Đáng tiếc thành thị thì có, ẩn mình thì không. Thi thoảng lại thấy tu giả ngự kiếm phi hành. Lúc đầu Thánh Vương Các còn tọa lạc giữa phàm nhân, dẫn tới thế giới phàm nhân sinh linh đổ thán. Sau đó bản thân các đại lão Thánh Vương Các cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. Thế này khác nào tự chặt đứt căn cơ. Thế nên nghiêm khắc ràng buộc hành động của tu sĩ, tuy lúc đầu khiến các tu sĩ phản kháng nhưng dần dà cuộc sống của phàm nhân thoải mái hơn, nhân khẩu tăng nhanh, thành thị phồn hoa. Mọi người cũng ngầm thừa nhận. Sau một thời gian, có rất nhiều người cho rằng cách làm của Thánh Vương Các mới là chính đạo, có ưu thế chế độ.
Nhưng ưu thế chế độ này chỉ thể hiện ở khu vực trung tâm, những nơi khác thì trời cao tài nguyên xa, phàm nhân vẫn trong cảnh nước sôi lửa bỏng, mọi người tự coi là không nhìn thấy. Nhưng dù vậy Thiên Thánh Phủ cũng coi là khu vực dưới chân thiên tử, trật tự cũng khá nghiêm chỉnh. Các tu sĩ muốn làm ác cũng không dám làm ở đây mà cố gắng đi tới chỗ khác. Điều này cũng khiến cho Thiên Thánh Phủ phồn vinh chưa từng có, thậm chí còn có lời tôn vinh Thiên Thánh Thập Cảnh, Ngũ Phường Tứ Thị. Trong đó thứ khiến người ta trông ngóng nhất là chợ Đông, còn gọi là chợ Yên Hoa, chính là nơi những người như Hà Nguyên Thánh thích tới. Vì Thánh Vương các đưa ra nhiều quy củ quản thúc, cho nên tất cả sướng lâu đều tập trung ở chợ Đông. Trong đó kỹ viện có hơn 300 nhà, lớn nhất chính là Như Ý Phường, chính là một trong Thiên Thánh Ngũ Đại Phường. Đứng trước Như Ý Phường, sắc mặt Tuyết Yêu Mỗ Mỗ rất khó coi. Bây giờ bà đã hóa thành một người phụ nữ trung niên, chẳng qua nhan sắc bình thường. Bà lão này cực kỳ cao ngạo, ghét nhất là loại nữ nhân dựa vào nhan sắc. Tân Tiểu Diệp được bà coi trọng, không khéo có liên quan tới chuyện cô từng hủy dung. Còn bây giờ Ninh Dạ lại hẹn bà gặp mặt ở kỹ viện. Tên khốn kiếp này, chắc chắn hắn cố ý. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ rậm cây trượng đầu rồng nói. Tân Tiểu Diệp bên cạnh cười nói, nếu sư phụ không muốn thì có thể không vào. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ luôn miệng nói Tân Tiểu Diệp định ăn cây táo rào cây sung, nhưng cuối cùng lại tự nuốt lời, dẫn Tân Tiểu Diệp tới. Có lẽ bà ta cũng hy vọng Tân Tiểu Diệp giúp đỡ, đặt một bậc thang cho thất bại của mình. Bà lão này hiểu rõ mình không có năng lực trộm thánh nhân tượng, còn Ninh Dạ làm được nhiều chuyện như vậy, y đã đề xuất, quá nửa là y làm được. Vì vậy, đây là ví dụ điển hình cho việc tự tìm bậc thang cho mình. Đương nhiên, bà lão này cũng muốn xem rốt cuộc Ninh Dạ có bản lĩnh gì, dẫu sao trước đây cũng chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt. Lúc này Tuyết Yêu Mỗ Mỗ không nhiều lời mà trực tiếp đi vào trong Như Ý Phường. Hộ vệ trong cửa vội vàng đi tới nói, xin hỏi khách nhân có gì cần. Nơi này là kỹ viện, thậm chí khi nói năng đã rất khách khí. Hết cách rồi, tu tiên giả quá đông, ai mà biết lúc nào lại động chạm phải đại lão, vì vậy người ở đây không dám tùy tiện hô to gọi nhỏ. Cho dù đối phương là nữ giới cũng chỉ có thể nhắc nhở với giọng điệu uyển chuyển. Nếu đối phương thật sự muốn vào, chỉ cần thể hiện một chút năng lực, bọn họ cũng lập tức cho vào. Nhưng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ là ai? Căn bản không nói quy củ với họ, tiện tay vung lên, cút ngay. Hai người đã lập tức hóa thành tượng băng, tự trượt ra ngoài, quan trọng là đôi mắt vẫn đang nhấp nháy. Đóng băng người khác không có gì lạ, nhưng đóng băng mà không chết, thậm chí còn linh hoạt chuyển hướng, tự động tránh né, chiêu này thì tu sĩ bình thường không làm được. Có người mắt sáng chạy đi thông báo, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ và Tân Tiểu Diệp đã vào trong. Ninh Dạ đã cho địa chỉ nên cả hai trực tiếp lên lầu, không gõ cửa, cứ thế đi vào. Chỉ thấy bên trong có Ninh Dạ và Chỉ Vãn Ngưng, còn có một vị cô nương khác đang cùng nhau nâng cốc đùa bỡn. Cô nương kia chắc là Khoa Khôi ở nơi này, không ngờ Chỉ Vãn Ngưng lại có thể vừa nói vừa cười với cô. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nhận ra là Chỉ Vãn Ngưng, thấy cảnh này cao giọng nói, ngươi là thê tử của hắn mà để cho phu quân của mình lưu lạc khóm hoa, lại đùa bỡn với kỹ nữ, đúng là bôi nhọ tôn nghiêm nữ giới. Chỉ Vãn Ngưng đứng dậy dịu dàng thi lễ, cười nói, bái kiến Mỗ Mỗ. Ai, có cách gì kia chứ, bao năm qua vẫn vậy mà. Năm xưa họp bàn trong Thiên Tú Các nhiều lần, dẫn tới hiện tại Chỉ Vãn Ngưng cũng miễn dịch với chuyện này. Thậm chí tới Như Ý Phường gặp mặt còn là do Chỉ Vãn Ngưng đề nghị. Không biết vì sao cô rất có hứng thú thưởng thức những chốn trăng hoa. Chương 558, gây chuyện. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ không ngờ Chỉ Vãn Ngưng lại nói năng thẳng thừng như vậy, không khỏi kinh ngạc, nhưng lập tức nhìn sang phía Ninh Dạ. Nhưng bà ta còn chưa kịp nói gì, Ninh Dạ đã giơ ngón tay điểm về phía cô nương kia, Yên Chi cô nương, khách khứa đã tới, ngươi đi trước đi. Cô gái kia cứ thế ngây ngốc đứng dậy rời khỏi. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đã nhìn ra, Ninh Dạ đã thi pháp với cô nàng này, cho dù bây giờ mình nói tên Ninh Dạ, chắc đối phương cũng chỉ nghe mà không nói. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng nói, còn phải bảo mật thân phận, tức là ngươi định trộm thánh nhân tượng thật. Ninh Dạ cười khổ, sao Mỗ Mỗ phải làm vậy, may mà lúc nãy ngươi ra tay, ta kịp cảnh giác, che giấu căn phòng này, nếu không chỉ riêng câu nói này của ngài, ta không cần làm gì nữa rồi. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cười ha hả, nực cười, ngươi tưởng chút thủ đoạn đó các ngươi giấu giếm được Mỗ Mỗ hay sao? Nhưng cho dù thế nào ngài cũng kéo phiền toái đến cho ta. Ninh Dạ thở dài,
như vậy không phù hợp vụ cược. Sau khi y lên tiếng, bên ngoài đã có giọng nói vang lên, xin hỏi là vị tiền bối nào đại giá quang lâm cô tâm tử, Diệp Thiếu Thành tham kiến. Cô tâm tử, Diệp Thiếu Thành, một trong nhị thập thất khôi của Thánh Vương Các, Vạn Pháp Đỉnh Phong, là chủ nhân của Như Ý Phường. Địa vị của hắn không thấp, nhưng cả Ninh Dạ lẫn Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đều không để hắn trong lòng. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng, cút, bà lão này chẳng hề khách khí. Ninh Dạ lại đau đầu, xin ngài đấy, đây có phải địa bàn của đồng minh đâu, nếu gây hỗn loạn, không chừng bọn họ còn cảm thấy có cơ hội bắt hai vị đại nhân là khác. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ kiêu ngạo hất cằm, cho dù Kim Thế Trung, Sao Quân Hải, Nhậm Phượng Long cùng tới, bản tôn cũng tự tin có thể trốn thoát mà không tổn hại gì. Âm thanh vọt qua cấm chế, vang ra bên ngoài. Ặc, ngươi chỉ từ niết bàn trung kỳ lên đến đỉnh phong, sau đó khí thế như kiểu lên tới cảnh giới thứ sáu vậy. Diệp Thiếu Thành bên ngoài nghe vậy cũng sững sờ. Nhưng hắn biết rõ, càng nói như vậy càng chứng tỏ là không chọc vào được. Nhưng cũng không thể nào chỉ nghe một câu là bị dọa tới mức thối lui được. Diệp Thiếu Thành cười nói, nếu thế tại hạ xin cáo lui trước, tìm người có thể nói chuyện tới. Nói xong nháy mắt ra dấu cho người bên cạnh. Thuộc hạ hiểu ý, đã phát ra một tấm hỏa phù. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng chẳng ngăn cản, chỉ cười lạnh nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ thở dài, ta biết ngay mà, ngài tới đây không phải để đánh cược với ta, ngài tới gây sự. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ kiêu ngạo đáp, chẳng phải ngươi nói hòa coi như ta thắng à. Vì vậy trên đường tới đây lão thân đã hiểu ra, đã thế ta không cần ra tay, chỉ nhìn chằm chằm vào ngươi, để ngươi không thể ra tay là được. Thế nào, hay chứ? Ha 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 ha, mẹ nó. Mụ già nhà ngươi có cần đắc ý như vậy không? Trong truyền thuyết Tuyết Yêu Mỗ Mỗ chưa bao giờ nổi danh về trí tuệ. Nhưng Ninh Dạ cũng biết càng là người không thích dùng đầu óc, thật ra càng thích thể hiện trí tuệ. Lúc bình thường có thể đánh thì đánh, đến ngày nào đó đột nhiên thể hiện trí tuệ, ra vẻ ta rất thông minh, ta cũng có thể không đánh mà thắng, cảm giác ưu việt sẽ tăng vọt. Hiển nhiên Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đang trong trạng thái này. Lúc này chắc bà ta còn cảm thấy mình mưu trí hơn người, siêu cấp vô địch, vô thanh vô tức vô hình đánh bại kẻ địch. Mấu chốt nhất là không phải ỷ lớn hiếp nhỏ mà là dùng thủ đoạn mà đối phương am hiểu nhất để đánh bại đối phương. Chậc, đã nghiền, thật sảng khoái. Ninh Dạ cũng bó tay trước cách làm của Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Được, được, ngài lợi hại. Nhưng ta không tin đấy, ta sẽ cho ngài xem ta làm thế nào trộm được thánh nhân tượng. Có câu này của ngươi là được rồi. Một già một trẻ vừa gặp mặt đã bắt đầu đấu khẩu. Ninh Dạ đột nhiên đổi giọng, nhưng ngài sẽ không để lộ vụ đánh cược chúng ta đấy chứ. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng, lão thân còn chưa bỉ ổi đến thế, chỉ cần làm lộ nhà ngươi thôi là ngươi đã khó mà đi đâu được rồi. Được, có câu này của ngài là được. Ninh Dạ cũng lên cơn cứng đầu, ngồi xuống chỗ của mình, ta cũng muốn xem Thánh Vương các định bắt ta như thế nào. Không khoác lác với ngài về chuyện gì khác, riêng về công phu chạy trốn thì Ninh Dạ ta chưa từng thua ai. Ngài chạy được, ta càng không có vấn đề, chỉ sợ ảnh hưởng tới đồ đệ của ngài. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ trong lòng giật thót. Đúng vậy, Tân Tiểu Diệp thì sao? Tân Tiểu Diệp mỉm cười, sư phụ à, không cần lo cho con. Tuy, bản lĩnh khác thì con không có, nhưng thoát thân thì cũng có vài chiêu. Nếu còn không được thì con kéo tay Vãn Ngưng tỉ tỉ, tỉ tỉ đi đâu thì con theo nấy, có chết thì cùng chết. Chỉ Vãn Ngưng tức giận trừng mắt với cô, ta đâu có đắc tội với sư tỉ. Ta mặc kệ, đám người lại tiếp tục đấu khẩu. Nhưng đấu khẩu chắc cũng là cách tăng cường tình cảm tốt, bất chi bất giác, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ lại cảm thấy Ninh Dạ thân thiết hơn đôi chút. Đúng lúc này, bên ngoài lại có giọng nói vang lên, tại hạ Kim Ngũ Tuyệt, chẳng hay bên trong là vị đại năng nào. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nhướng mày, hóa ra là con quỷ nhỏ của Già Tự Môn. Hơn trăm năm trước lão thân từng gặp ngươi một lần, khi đó ngươi mới vạn pháp, không ngờ bây giờ cũng có tên trong cửu tôn rồi. Dưới trướng Thánh Vương các có cửu môn, dùng lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền làm tên, thực ra chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là bố trí theo số lượng cửu cung để ra vẻ. Có 9 vị lão đại của cửu môn đều là tu sĩ vô cấu, vì vậy khác với Hắc Bạch Thần Cung, bất luận có bao nhiêu vô cấu, vượt quá hay không đủ đều phải có 9 vị. Kim Ngũ Tuyệt là môn chủ của Già Tự Môn, tu sĩ vô cấu sơ kỳ, xem như yếu nhất trong 9 vị, nhưng hắn có chỗ dựa lớn, chính là Kim Thế Trung. Hắn là nghĩa tử của Kim Thế Trung. Lúc này nghe đối phương nói vậy, hắn thầm chấn động,
đột nhiên nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp năm xưa, hoảng hốt nói, hóa ra tiền bối đại giá quang lâm. Đang định quỳ xuống, lại đột nhiên nhớ ra nơi này là địa bàn của Thánh Vương Các, mà đối phương là người của Thái Âm Môn, ta quỳ với bà ta như vậy, khác nào tự làm mất uy phong. Đầu gối cong được một nửa lại cứng đờ giữa không trung, lên không lên được, xuống không xuống được. Sau đó chỉ nghe một giọng nói như mưa gió mùa xuân, ngươi đâu cần làm vậy, hù dọa một tiểu bối có gì thú vị. Thôi để người ta đi đi, chúng ta tự tiêu giao là được. Vậy là giọng nói già nua kia cao giọng nói, ai tiêu giao với ngươi? Người kia là ai? Kim Ngũ Tuyệt không nghe ra, nhưng có thể trò chuyện với Tuyết Yêu Mỗ Mỗ như vậy, chắc cũng không phải người thường. Hắn đang định rời khỏi, mau mau bẩm báo, lại thấy cánh cửa bật mở, bên trong đang có bốn người. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thì hắn biết rồi, thôi bỏ qua, nhưng nam nhân bên cạnh lại khiến hắn choáng váng. Tuy hắn chưa bao giờ gặp người thật, nhưng bậc đại nhân trong các môn phái có ai xa lạ. Ninh Dạ, không ngờ lại là Ninh Dạ, hắn lại dám tới Thánh Vương Các. Kim Ngũ Tuyệt thầm kinh hãi, đợi đã, hắn vừa nói gì? Tiền bối, mẹ nó, ngươi mà có mặt mũi nói ta là tiểu bối. Rõ ràng ngươi mới là loại tiểu bối, xét theo tu vi, ngươi. Được rồi, hình như tu vi của ngươi cao hơn ta một chút, xét tới địa vị. Được rồi, địa vị của ngươi cũng cao hơn, nhưng mà ta lớn tuổi hơn ngươi. Kim Ngũ Tuyệt thầm tức tối, cao giọng nói, thật to gan. Hóa ra là, Ninh Đại Điện Chủ của Hắc, Bạch Thần Cung. Ngũ Tuyệt xin tham kiến Hàn tiền bối, Ninh Đại Điện Chủ. Nói xong chắp hai tay lại, cúi rạp người xuống. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com chương 559 mua vui. Hàn Cô Xương và Ninh Dạ tới Thiên Thánh Phủ, Thánh Vương Các, Vấn Thánh Điện. Kim Thế Trung ngồi trên ghế trưởng giáo, nhìn Kim Ngũ Tuyệt bên dưới với vẻ không thể tin nổi. Hai tên này ức hiếp Thánh Vương Các ta không có ai hay sao? Lại dám xuất hiện nghênh ngang như vậy. Kim Thế Trung hỏi, bọn họ có nói gì không? Có phải phụng lệnh đi sứ không? Nếu đi sứ, hai quân giao chiến không chém sứ giả, cũng không tiện hạ thủ. Kim Ngũ Tuyệt lắc đầu, không nói là đi sứ, nói là đi Vân Du qua đây. Kim Ngũ Tuyệt khó nhọc đáp, Vân Du cái mẹ nhà ngươi. Tức là các ngươi ức hiếp Thánh Vương các ta không có người thật đấy à? Kim Thế Trung phẫn nộ, chỉ hận không thể lập tức ra tay bắt lấy hai người này. Cuối cùng Sào Quân Hải nói, trưởng giáo bớt giận, Hàn Cô Xương và Ninh Dạ dắt tay nhau tới địa bàn của chúng ta, chắc chắn không thể không có lý do. Mà bọn họ đã dám tới, lại dám ngang nhiên hiện thân, chắc chắn có chỗ dựa. Trong tình huống còn chưa có thông tin đã vội vàng xuất thủ, bắt được người thì cũng thôi, nếu không bắt được, ngược lại thành ra Thánh Vương các chúng ta thiếu khí độ. Nhậm Phượng Long bên cạnh cũng nói, hơn nữa niết bàn giao chiến hủy thiên diệt địa, cũng không nên ra tay ở đây kẻo làm hại tới người vô tội. Thịnh Đông Bình cũng nói, hơn nữa lần này bọn họ tới đây cũng không ra tay làm hại ai, chúng ta cứ thế ra tay, về lý là không hợp. Thịnh Đông Bình được tôn là Chi Thư Thiên Tôn, hắn vốn là thư sinh, thích nhất là nói tới chữ lễ. Xưa nay luôn là đối phương dùng lễ đối đãi với ta cũng dùng lễ đối đãi với người, vì vậy còn có biệt danh là Dĩ Lễ Đãi Nhân Thịnh Đông Bình. Người này cũng coi là một tiên sinh, nhưng khác với Vân Hải Sơn Nhân là thiện nhân giả, hắn coi là thiện nhân chân chính. Nhưng trong mắt ba vị đại năng khác của Thánh Vương Các, Thịnh Đông Bình là tính khí thư sinh điển hình. Kim Thế Trung hừ một tiếng nói, không thể nói vậy được, kẻ địch là kẻ địch xâm nhập biên cảnh. Cho dù không ra tay thì vẫn là kẻ địch, dẫu sao cũng không thể để mặc bọn họ đi tới đi lui tự do được. Thịnh Đông Bình mỉm cười, cái này phải xem bọn họ có mục đích gì, biết rồi mới đánh chẳng tốt hơn sao. Kim Thế Trung nghĩ lại cũng thấy đúng, đang định bố trí người thì Thịnh Đông Bình nói, hay là để ta ra mặt. Ta sẽ nói chuyện với bọn họ, ít nhất cũng khó gây ra chuyện gì. Ai, chỉ sợ ngươi có chuyện thành không có chuyện. Nhưng Kim Thế Trung vẫn gật đầu nói, thế thì ngươi tự cẩn thận, tuyệt đối không được tùy tiện đáp ứng điều gì. Khi Thịnh Đông Bình đến, Ninh Dạ và Hàn Cô Xương đang dùng bữa. Tu tiên, tới mức độ này, có dùng bữa hay không cũng không quan trọng. Thế nhưng có người thích ăn uống, hay thỉnh thoảng lại làm một bữa, không cần dinh dưỡng, chỉ cần hương vị trên miệng. Cũng chính vì vậy,
tu tiên giả hoặc là không ăn, đã ăn thì nhất định phải là mỹ vị đỉnh cấp. Tiên Lai Phường, một trong ngũ đại phường, chính là nơi nổi tiếng về đồ ăn. Thời khắc này tứ đại đầu bếp đều có mặt, bọn họ là tu tiên giả kiêm đầu bếp, bản thân cũng là tu sĩ, luân phiên sử dụng tuyệt chiêu, dâng từng món ăn ngon lên. Khi Thịnh Đông Bình đến, Ninh Dạ vẫn đang gắp thịt cá, thấy Thịnh Đông Bình là ánh mắt sáng bừng lên, hóa ra là Chi Thư Thiên Tôn. Mau ngồi đi, món tứ vĩ tiên lư này vừa nấu xong, phải ăn ngay lúc nóng mới ngon. Bên này Trì Vãn Ngưng đã nhanh chóng dâng chén rượu và bát đũa cho Thịnh Đông Bình, Ninh Dạ còn tự tay gắp cho hắn một miếng thịt cá. Chỉ có Hàn Cô Xương vẫn lạnh như băng, cứ như hoàn toàn không thấy Thịnh Đông Bình. Bà lão gắp một miếng cá, nhấm nháp kỹ càng rồi nói, cũng không tệ. Thịnh Đông Bình bị điệu bộ này của bà ta làm cho ngây ngốc, nhìn sang Hàn Cô Xương, lại quay sang Ninh Dạ. Ninh Dạ đã rót rượu cho Thịnh Đông Bình, Lô Hoa Nhưỡng Trăm Năm, rượu ngon của Thiên Thánh Phủ. Ta biết Thịnh Thiên Tôn trấn thủ ở đây quanh năm, chắc chắn ngày nào cũng uống loại rượu ngon này. Khổ nỗi Ninh Dạ đến đây vội vàng, không mang theo rượu của mình, chỉ có thể mượn hoa hiến Phật, mong Thiên Tôn đừng trách. À, không trách không trách, Thịnh Đông Bình vô thức trả lời. Hắn là điển hình cho loại người giơ tay không đánh người đang cười, đối phương khách khí, hắn cũng khách khí. Nhưng còn không đến mức ngu xuẩn, thấy Ninh Dạ khách khí như vậy, trong lòng cũng nghi hoặc, tình thế hai phe đối lập còn chưa kết thúc chứ. Hả, không, còn chưa, nhưng đối lập mấy chục năm rồi, thêm trăm năm nữa cũng có sao. Nào, đây là canh tuyết xà. Ninh Dạ tiếp tục gắp thức ăn cho Thịnh Đông Bình. Hàn Cô Xương dầm một tiếng vỗ đũa lên bàn, Ninh Dạ, ngươi ăn tuyết xà trước mặt lão thân là có ý gì? Ninh Dạ cười ha hả, có phải tuyết xà của Thái Âm Môn nhà ngài đâu, sao lão nhân gia ngài phải để bụng như vậy? Ngài không ăn thì không ăn thôi, mà bây giờ người ta đang là chủ nhân nơi này, sao ngài phải nổi nóng như vậy? Hàn Cô Xương bị y chọc giận nhưng cũng không nói được gì. Ninh Dạ đã quay sang chúc rượu Thịnh Đông Bình. Thịnh Đông Bình bất đắc dĩ, nếu tình thế đối lập chưa kết thúc, thế thì các ngươi định tới hòa giải. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, hình như chỉ có lý do này. Ninh Dạ cười ha hả, nếu giảng hòa cũng không phải là Hắc Bạch Thần Cung và Thái Âm Môn phái người tới, mấu chốt là còn phải lên tiếng báo trước. Nếu quý phái không muốn giảng hòa, chẳng phải là nhiệt tình nhưng lại gặp hờ hững à? Thế tức là, chúng ta vẫn là kẻ địch đúng không? Thịnh Đông Bình chỉ Ninh Dạ, lại chỉ vào mình, nhưng nói câu này lại không mấy tự tin, không liên quan tới thực lực, chỉ là khó hiểu. Ninh Dạ mỉm cười, kẻ địch thì không thể ngồi cùng nhau à? Ngài không thấy trong truyền thuyết trên chiến trường có bao nhiêu anh hùng tương kính lẫn nhau à? Tuy lập trường mọi người bất đồng, không thể không đối địch, nhưng đâu có ngăn được giao tình riêng. Chi Thư Thiên Tôn tu dưỡng đệ nhất thiên hạ, là người trì thiện trên nhân gian. Ninh Dạ ta ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay ngài tới đây, cho dù thế nào ta cũng muốn kết giao một phen. Nếu ngài không thích, chúng ta uống chén rượu này rồi đánh cũng không muộn. Nghe y nói vậy, Thịnh Đông Bình cũng cảm thấy có lý, quay sang nhìn Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, chỉ thấy bà ta ngạo nghễ hừ lạnh, có vẻ hoàn toàn không thèm để ý. Bằng hữu thì không phải bằng hữu, kẻ địch cũng không phải kẻ địch, Thịnh Đông Bình cũng ngây ngốc. Nhưng hắn cũng là người sảng khoái, Ninh Dạ đã nói như vậy, ngươi cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cười ha hà nói, đại điện chủ không hổ là đại điện chủ, đúng là người sảng khoái. Ngươi đã nói đến vậy rồi, thế thì cứ uống trước rồi nói. Nói xong đã uống cạn chén rượu, Ninh Dạ vung chiếc đũa, ăn nào, uống xong chén rượu, Thịnh Đông Bình dần dần hứng khởi, chỉ có rượu với thức ăn đâu có đủ, phải có thêm chứ. Ninh Dạ bèn nói, còn gì nữa đây? Đương nhiên là mỹ nhân, vừa hay chúng ta đang ở Như Ý Phường, gọi vài mỹ nhân tới tiếp đón nhé. Thịnh Đông Bình nhìn Trì Vãn Ngưng, có ổn không? Ninh Dạ, không sao. Trì Vãn Ngưng mỉm cười, tìm cho ta cậu nhóc nào điển trai một chút. Thịnh Đông Bình lại nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ vỗ tay, tìm. Tìm cho nàng ấy đi. Y nhìn sang Hàn Cô Xương, ngài có muốn không? Hàn Cô Xương giận không kiềm được, cút. Tân Tiểu Diệp hé miệng cười, thế cho ta một người. Quyết định như vậy nhé. Ninh Dạ hô nói ra ngoài, đã nghe thấy chưa? Hôm nay ta và Chi Thư Thiên Tôn, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nâng cốc tâm tình tại đây, mỹ nhân tiếp khách. Một lúc sau, cả bầy mỹ nhân ríu rít chạy vào, mà còn kéo theo vài anh chàng điển trai. Trì Vãn Ngưng và Tân Tiểu Diệp cũng không khách khí, mỗi người gọi một chàng trai tới ngồi bên cạnh.
Chỉ có điều đám mỹ nữ thì dám ân cần ôm ấp, hai anh chàng điển trai thì sợ hãi rụt rè, chỉ lo mình làm gì không đúng bị Ninh Dạ tát chết. Vân Thánh Điện, Kim Thế Trung nhìn Kim Ngũ Tuyệt, ngươi nói là Đông Bình tới Như Ý Phường rồi cùng bọn họ uống rượu ăn thịt, còn gọi mỹ nhân tới tiếp khách. Vâng, Kim Ngũ Tuyệt nhắm mắt trả lời, còn làm gì nữa? Kim Ngũ Tuyệt suy nghĩ rồi đáp, ngâm thơ đối đáp, hết rồi, hết rồi. Chương 560, tự đào hố cho mình. Như Ý Phường, Ngũ Hoa Mã Thiên Kim Cửu, Hô Nhi Hoán Tương Xuất Mỹ Tửu. Thơ hay, thơ hay, Thịnh Đông Bình đập bàn hô, trong mắt đã có men say. Không phải uống nhiều rồi say mà là bị Ninh Dạ thuận miệng trộm danh tác thiên cổ làm cho say xưa. Từ khi tới trường thanh giới tới giờ, chỉ có lúc gặp Thanh Lâm Ninh Dạ mới lấy trộm một bài thơ, sau đó không lặp lại. Không phải y không muốn thể hiện phong thái thi tiên mà là thế giới này chỉ chú trọng thực lực, thơ ca gì cũng vô dụng, có tuyệt diệu mấy cũng chỉ là một hủ nho. Nhưng không ngờ lần này lại phát huy tác dụng lớn, hiếm hoi lắm mới được hưởng phúc lợi của người xuyên Việt, cũng không cần nhiều, chỉ vài bài thơ là khiến Thịnh Đông Bình kích động hẳn lên. Lúc trước Ninh Dạ nói trên chiến trường có biết bao anh hùng tương kính, Thịnh Đông Bình không cho là đúng, không ngờ mới mấy bài thơ mà hắn đã coi Ninh Dạ là tri kỷ. Thời khắc này chỉ cảm thấy người trước mặt văn thao vũ lược là anh tài hiếm có trên thế gian. Vũ lược thì cũng thôi, tu tiên thiếu gì thiên tài, văn thao lại hiếm có. Khi Thịnh Đông Bình mới có tu tiên đã có một biệt danh là hủ nho, hơi tí lời nhỏ nghĩa lớn, xuất khẩu thành thơ, thế nhưng yếu người lực ít nên không ai coi hắn là gì. Dần già, suy nghĩ thánh nhân giáo hóa cũng phai nhạt. Không ngờ hôm nay được gặp Ninh Dạ, lập tức cảm thấy người này phi phàm, suy nghĩ lúc trước sôi sục, trực tiếp coi là tri kỷ trong cõi đời này. Còn chuyện ăn xong rồi đánh, hắn đã vứt đâu không rõ. Thịnh Đông Bình trực tiếp nắm lấy tay Ninh Dạ, tiên sinh tài cao. Làm đại điện chủ trong Hắc Bạch Thần Cung đúng là uất ức cho người. Ơ kìa, Ninh Dạ cũng vui vẻ, thế làm gì mới không uất ức. Trưởng giáo, Thịnh Đông Bình xua tay nói, trưởng giáo cũng không thích hợp. Ngươi á, phải lên làm thánh nhân, văn thánh nhân, lễ pháp thiên hạ, giáo thư dục nhân. Ngươi có chắc đây là đề bạt không? Nhưng Ninh Dạ cũng hiểu được Thịnh Đông Bình, nói, nghe nói thiên tôn làm việc luôn tuân theo kinh văn chính nghĩa, theo lễ phép trong sách, vì vậy đã giáo hóa cho vô số người. Mỗi người có đạo của mình, nhưng đa số mờ mịt khó tả, chỉ số ít như cực chiến đạo là cả thiên hạ đều biết. Thế nhưng cực chiến đạo là truyền thừa vạn năm, đạo của Thịnh Đông Bình cũng là thiên hạ đều biết, nhưng là hắn dốc sức mở rộng. Hắn theo đạo về thư lễ, quảng bá học tập, đối với hắn mà nói học tập hưng thịnh là đạo của hắn hưng thịnh, rất có ích đối với việc tu hành của hắn. Có thể nói trên con đường tu đạo, Thịnh Đông Bình đã làm được điều này, ngược lại Ninh Dạ còn chưa làm được. Y mới chỉ ngộ đạo, còn cách tu đạo một quãng dài, xét theo phương diện này phải nói là Thịnh Đông Bình đi trước đại đa số mọi người. Thịnh Đông Bình mỉm cười tự đắc, vì cầu mà cầu thì không được. Ta quảng bá đạo về thư lễ là để giáo hóa thế nhân chứ không phải vì lợi ích một người, nhưng đáng tiếc, rất nhiều người không hiểu được đạo lý này. Nói xong hắn lắc đầu liên tục, thở dài không thôi. Hai mắt Ninh Dạ lại sáng bừng lên, thiên tôn nói có lý. Vì cầu mà cầu ngược lại mất đi tâm ý ban đầu, trái với bản tâm. Thiên tôn tu đạo, tâm ở đạo, đối với ngươi mà nói giáo hóa thế nhân chính là công đức, còn chuyện tu vi tiến bộ chỉ là tiện thể. Chính vì vậy thiên tôn vốn đã siêu thoát, ngược lại đã đặt chân lên con đường tu đạo từ lâu. Tiếc thay, đạo về thư lễ không giỏi chiến đấu, nếu không chắc chắn thiên tôn sẽ là cường giả mạnh nhất giới này. Thịnh Đông Bình nghe đoạn trước rất hài lòng, nhưng nghe đến câu cuối lại lắc đầu, xưa nay mục tiêu của ta không phải chí cường. Ta chỉ muốn dân chúng trên thế gian này sinh sống tốt hơn một chút. Nói xong câu này còn có ý thổn thức. Ninh Dạ nghe vậy hai mắt sáng bừng lên. Đây là lần đầu tiên y nghe có người coi dân chúng trong thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Nhưng không ngờ người này lại ở trong Thánh Vương Các. Tuy đôi bên là đối thủ, nhưng Ninh Dạ luôn hiểu rõ, xưa nay không hề có chuyện người đối địch luôn là kẻ ác. Ninh Dạ thán phục nói, từng nghe chi thư thiên tôn giáo hóa thế nhân, vốn tưởng rằng đây là con đường để thiên tôn đạt được thành tựu, cái gọi là thiện nhân chẳng qua chỉ là bản thân tu hành. Giờ mới biết, hóa ra là Ninh Dạ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nói xong y đứng thẳng người dậy, cúi rạp người với Thịnh Đông Bình, Ninh Dạ xin tạ lỗi với thiên tôn. Ấy,
Đừng như vậy, đừng như vậy. Thịnh Đông Bình vội vàng ngăn cản y lại, thế này sao được? Thiên hạ nói ta ra sao, ta cũng không ngại. Thịnh Đông Bình cười tủm tỉm nói, trước đây nghe nói về rất nhiều thành tựu của Ninh Đại Điện Chủ, ta cũng không cho là đúng, bây giờ nhìn lại, đúng là phi phàm. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, nào nào nào. Nói xong lại chúc rượu Ninh Dạ. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đường đường đại năng niết bàn mà bị hắn ngó lơ, tức giận tới mức lời nói cũng bốc mùi chua, mấy câu của hủ có gì hay ho. Người thật sự có bản lĩnh phải chấp chưởng cả thiên hạ. Thịnh Đông Bình hừ lạnh, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta không có gì để nói với ngươi hết. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ nổi giận, suýt nữa vỗ bàn lật tung phòng, cũng may Chỉ Vãn Ngưng và Tân Tiểu Diệp khuyên can kịp thời. Có khoảnh khắc, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thật sự muốn hô to Ninh Dạ tới trộm tượng thánh nhân nhà các ngươi, ngươi và hắn tâm đầu ý hợp như vậy. Không phải hợp ý ăn trộm đấy chứ. Nhưng ngẫm lại nếu nói toạc hết ra thì vô lại quá, cho dù thắng trận cá cược này cũng cực kỳ mất mặt, cuối cùng đành nhịn không nói, nhưng vẫn tức giận tới mức trợn trắng mắt. Bên này Thịnh Đông Bình và Ninh Dạ hàn huyền một hồi, cuối cùng hỏi Ninh Dạ, hôm nay gặp mặt, phải nhìn đại điện chủ với mắt khác xưa. Nhưng theo chức trách, ta vẫn phải hỏi xem lần này đại điện chủ đến đây làm gì. Ninh Dạ mỉm cười nói, thật sự là Vân Du qua đây. Nếu các ngươi không yên lòng, uống xong bữa rượu này ta sẽ về nhà, được không? Thịnh Đông Bình ngạc nhiên. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hô to, không được. Thằng nhãi nhà ngươi gọi ta chạy cả chặng đường tới đây là để ngồi nhìn ngươi uống rượu. Ninh Dạ bất đắc dĩ, nếu ngài không gây chuyện, chúng ta còn có thể du sơn ngoạn thủy ở đây một hồi. Bây giờ Chi Thư Thiên Tôn cũng ra mặt rồi, không về thì làm gì đây? Đợi Thánh Vương các cố tình giữ, khách à. Cái này, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ định nói thế còn chuyện đánh cược thì sao, nhưng nghĩ lại thì sao mình phải quan tâm nhiều như vậy? Hai bên đã hẹn nhau một năm, không khéo hôm nay Ninh Dạ về nhà, mai lại chạy tới. Nghĩ vậy thì, kế hoạch của Ninh Dạ cũng thật đơn giản. Hôm nay ngươi gọi ta ra, ta cũng đường hoàng thể hiện mình đi về nhà, sau này ngấm ngầm tới chẳng phải không ai biết à. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ tự thấy mình đoán được ý định của Ninh Dạ, muốn thắng thì không thể để y thành công được, nếu không mình lại thành bị hắn nắm mũi dắt đi. Bà lão bèn sửa lời nói, lão thân còn chơi chưa đủ, thằng nhóc nhà ngươi nói sẽ theo lão thân Vân Du cơ mà, đâu thể nói đi là đi được. Ninh Dạ liếc mắt nhìn bà ta, thế ta không đi cùng không được à? Đúng vậy, nếu Ninh Dạ không đi cùng thì sao? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ quính lên, hô to, nếu ngươi về là thất ước, lão thân sẽ không truyền vạn lại bí pháp cho ngươi. À, vạn lại bí pháp là tiên pháp đỉnh cấp mà bà lão này tự nghĩ ra, gần đạt tới đạo, liên quan tới bí mật sinh mệnh. Chúng ta ước định như vậy hồi nào? Ninh Dạ giật mình nhìn bà lão, lập tức hiểu ý. Bà già này đang cố ý kiếm cớ đây mà. Y đảo mắt một vòng rồi cười nói, là ngài nói đấy nhé, chỉ cần Thánh Vương các không ngăn khách, ngài sẽ truyền thụ vạn lại bí pháp cho ta. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ biến sắc. Hỏng rồi, đang yên đang lành sao lại ném vạn lại bí pháp ra. Thế này là tự đào hố cho mình à. Khổ nỗi bà lão này cũng sĩ diện, nhắm mắt trả lời, cái này, đương nhiên rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 56 của bộ truyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.